trường sinh, từ kế thừa bạn tốt di sản bắt đầu giới thiệu vắng tắt. Xuyên qua dị thế đại lục, phương hút thức tỉnh, kế thừa bạn tốt di sản hệ thống, chỉ cần bị hắn gia nhập danh sách bạn tốt người tử vong, hắn đều có thể ngẫu nhiên đạt được đối phương một phần di sản. Ngài hảo hữu vương nhị cẩu thân tử, thân là hảo hữu, ngài có thể ngẫu nhiên kế thừa vương nhị cẩu ba phần di sản bên trong tùy ý một phần. Chương 1 Hảo hữu của ngươi vương hai cậu chết bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đề Lam Sơn là một dãy núi khổng lồ vắt ngang Hoàng Châu Phủ, kéo dài gần vạn dặm, trong núi cây cối tươi tốt, nhiều thảo dược, khoáng thạch, món ăn dân dạ quý hiếm. Thị trấn Phong Lâm tiếp giáp với núi Đề Lam, nổi tiếng bởi vì ở giữa thị trấn có một gốc cây phong cổ ngàn năm tuổi, cây phong cổ tán như đế hoàng hoa cái, xanh ung tươi tốt. Không ít phong thủy tiên sinh đi ngang qua Phong Lâm trấn lúc, đều từng cảm nghĩ, cái này tọa lạc ở đề lam sơn dưới chân trấn nhỏ tương lai nhất định sẽ xuất hiện một vị khó lường đại nhân vật đầu xuân mặt trời mới mọc trong một tòa tiểu viện phía tây trấn phong lâm thân mặc áo vải sắc mặt vàng như nến thôn dân vương nhị cẩu có chút còng lưng cố hết sức khiên cày củ nát đi vào cửa viện phương tiểu ca mau tới giúp một tay trong viện tuổi đã gần kề búi tóc mặc áo ngắn cuộn ống quần thanh niên chân trần nghiêm túc lật một ruộng rau lũng nghe được tiếng la, cúng quyết ném quốc trong tay ra đón. Nhị cậu ca, đây là sao? Giúp đỡ vương nhị cậu đem cày củ nát nâng vào trong viện, phương hút mở miệng nói. Vương nhị cậu không người, hai tay chống đầu gối thở hỗn hển mấy hơi mới trả lời. Nằm trước dưới chân núi phát hiện một mảnh đất hoang vô chủ, muốn thừa dịp đầu xuân khai khẩn một chút, trồng chút gạo. Này không, lão tiểu nhị thời điểm máu chốt bỏ gánh phương tiểu ca ngài nhìn xem lão tiểu nhị này còn có thể sửa hay không phương hút quét mắt nhìn cây cày trước mặt có lẽ là bởi vì sử dụng thời gian quá lâu chỗ trống cày đã có vết rách nút cày cũng xuất hiện cùng hóa không phải sắc bén như vậy vấn đề không lớn dễ xử lý nói xong hắn liền xách thùng gỗ bên cạnh tới lấy dụng cụ ra bắt đầu tiến hành chữa trị cày cấy viên cày gãy cũng không cần thay thế chỉ cần lợi dụng một khối sắt thích hợp bao bọc lại, thêm vào đinh sắt cố định là được, nút cày cùng hóa cũng chỉ cần mài lại một lần nữa là có thể chấp nhận sử dụng. Thừa dịp Phương hút thuần thuộc tu sửa cày cày khoảng thời gian, Vương nhị cẩu ngồi sổng trước mặt cười ha hạ nói. Phương tiểu ca năm nay nên đậu quan đi. Công việc trong tay Phương hút hơi dừng lại, sau đó gật gật đầu. Đúng vậy, sắp đến giờ đội mũ rồi. Xuyên việc đến thế giới này 21 năm, cha mẹ mất sớm, lưu lại tuổi nhỏ hắn cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau. Lão gia tự biết chút tay nghề thợ mộc, ngày thường có thể trợ giúp thôn dân sửa chữa công cụ hàng ngày, kiếm chút tiền trợ cấp gia dụng, nhưng lão nhân gia ông cũng qua đời vào mùa đông năm ngoái, hiện giờ chỉ còn lại có một mình phương hút ở trên trấn. Tốt lắm, tốt lắm, tốt nhất nên tìm một bà nương. Vương nhị cẩu cười hắc hắc, trên mặt mang một bộ biểu tình người từng trải tiếng lại gần nói. Có cô nương vừa ý hay không? nếu không lão ca ca giúp ngươi đi nói. Phương hút cười mà không nói. Vương nhị cẩu truy vấn. Trên trấn vương đồ tể gia đại nữ nhi bây giờ đến nên xuất các niên kỷ. Lão ca ca cùng vương đồ tể kia có chút giao tình, nếu không. Khuê nữ của vương đồ tể. Nghe được mấy chữ này, Phương hút hơi kinh hãi trong đầu không khỏi hiện ra một thân ảnh hung tợn, giống như xe tăng, liên tục khoát tay nói. Không dám làm phiền nhị cẩu ca thấy biểu tình của hắn như vậy vương nhị cẩu ngượng ngùng cười phương tiểu ca đâu ngươi còn trẻ không biết dạng nữ nhân nào là nữ nhân tốt như ta đây cái kia bà nương cưới về nhà chính là một cái bình hoa mười ngón không dính dương xuân thủy trong nhà lớn nhỏ sự tình đều phải trông cậy vào lão ca ca một người nhị cẩu ca liếc vương nhị cẩu một cái phương hút cắt ngang lời hắn bà nương của vương nhị cẩu hắn đã gặp qua lấy thẩm mỹ quan của người hiện đại mà nói, vương thị kia tuy rằng không tính là dung nhan tuyệt thế gì, nhưng cũng là kiều thê mười phần ý nhị. Nếu không là vương nhị cậu có một huynh để làm việc ở Hoàng Châu Phủ, bà nương hắn đã sớm bị hào cường trên trấn đoạt đi, Phương Húc luôn cảm thấy vương nhị cậu đây là đang khoe khoang. Tốt lắm, hẳn là còn có thể dùng tới vài năm. Vô tình cùng hắn tán gẫu chuyện vợ chồng, Phương Húc nhanh chóng đem cày cày sữa xong, vỗ vỗ bùn đất trên tay nói. Vương nhị cậu cẩn thận đánh giá cây cày trước mặt gật gật đầu, đối với tay nghề của Phương Húc rất là hài lòng, vội vàng từ bên hông lấy ra một cái túi tiền. Bao nhiêu tiền? Phương Húc cười khoát tay. Hàng xóm láng giềng, có chút việc nhỏ, sách tiền tổn thương tình cảm. Nhưng Vương nhị cậu lại cứng cổ nghiêm túc nói. Vậy sao được? Bằng hữu thì bằng hữu, ngươi mấy thứ này cũng không phải ven đường nhặt, hơn nữa, ngươi còn phải để dành tiền cưới vợ thấy hắn kiên trì phương húc cũng không từ chối nữa cười mở miệng nói vậy thu phí tài liệu ba văn tiền đi giúp thôn dân trên trấn tu sửa nông cụ hiện giờ là một bộ phận kinh tế của hắn không thu tiền chỉ là một lời khách sáo ít nhất phí vật liệu phải thu được cầm lấy ba văn tiền từ trong túi tiền móc ra ba đồng xu trực tiếp nhét vào trong tay phương húc vương nhị cẩu liền khiêng cày chuẩn bị rời đi anh phương con gái của vương đồ tể anh không suy nghĩ một chút sao? Chút mì mỏng này của lão ca ca hắn vẫn sẽ cho. Phương hút liên tục xua tay, cười nói. Nhị cậu ca hảo ý tiểu đệ tâm lĩnh, ngài cũng đừng lo phần này tâm. Tiễn vương nhị cậu đi, Phương hút đứng ở cửa viện lâm vào trầm tư. Đây là một thế giới vũ khí thấp, chế độ xã hội tương tự như xã hội phong kiến cổ đại của Hoa Hạ, nhưng so với bất cứ triều đại nào trong lịch sử đều tàn khốc hơn hoàng triều thế gia cùng địa phương hào cường khống chế tất cả tài nguyên, lớn đến núi rừng hồ trạch, nhỏ đến trên phố củi gạo dầu muối, tất cả môn đạo có thể kiếm tiền đều bị người lũng đoạn sạch sẽ. Xuyên Việt đến nay hơn 20 năm, không có bàn tay vàng dưới tình huống, hắn vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí còn sống. Chuyện xuất thế nhập sĩ hắn không phải không nghĩ tới, nhưng dưới chế độ xã hội giai cấp xâm nghiêm này, con đường xuất thế và nhập sĩ cũng không nhiều, hoặc là tổng quân nhập ngũ, hoặc là bái nhập môn hạ thế gia làm một môn khách. Thế giới võ giả, tổng quân nhập ngũ phần lớn là võ giả luyện gân cốt đạt tới cảnh giới võ đồ, như hắn loại phạm phu tục tử này, ở trong quân đó là bia đỡ đạn thỏa đáng. Mà bái nhập thế gia môn hạ làm môn khách hoặc là đi con đường làm quan, tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê đúc. Giao su xu xuyên. Công kia đều là cần đức cao vọng trọng các đại nho giới thiệu, nghèo khó như hắn, ngay cả bái sư thúc tu cũng lấy không ra căn bản cũng không có người nguyện ý giới thiệu. Hơn nữa, cuộc sống làm chó cho nhà giàu cũng không phải điều phương hút muốn. Chính là bởi vì như thế, phương hút mới ở Phong Lâm trấn vừa qua chính là 21 năm. Ai? Hơi lắc đầu, phương hút đóng cửa viện lại, chuẩn bị tiếp tục xới đất cho ruộng rau trong viện, chờ mấy ngày nữa rắc lên một ít hạt cải, chăm sóc thật tốt, có thể bảo đảm mình kế tiếp không lo dùng bữa. Thời gian trôi qua cực nhanh, mặt trời dần dần dời về phía tây, lúc chạng vạn tối, Phương Húc đang chuẩn bị rửa mặt, chuẩn bị chút cơm tối no bụng, trước mắt đột nhiên xuất hiện một màn hình ảo. Điều kiện thỏa mãn, kế thừa bạn tốt di sản hệ thống kích hoạt thành công. Ngài hảo hữu vương nhị cẩu thân tử, thân là hảo hữu, ngài có thể ngẫu nhiên kế thừa vương nhị cẩu ba phần di sản bên trong tùy ý một phần. Di sản một Màu đỏ di sản, phong lâm trấn nhị tiếng tiểu viện nhất tòa hàm khế ước kế thừa có đại nguy hiểm, vương nhị cẩu đệ đệ vương nhị hổ thân là Hoàng Châu Phủ Binh, đối với huynh trưởng cái chết khẳng định sẽ không từ bỏ cam hưu, tùy tiện chiếm cứ này viện lạc, mặc dù có hợp pháp thủ tục, cũng sẽ gặp phải đại phiền toái. Di sản 2 Màu xám di sản, vương nhị cẩu kiều thê vương thị hệ thống gia trì, vương thị tất nhiên cam tâm tình nguyện, kế thừa có phiền toái, vương thị dung mạo vì phong lâm trấn khắp nơi nhớ thương, không có vương nhị hổ thân phận áp chế, ký chủ rất khó bảo vệ mỹ nhân. Di sản thứ ba Kế thừa không có rủi ro, số tiền này đều là bổng bạc thỉnh thoảng em trai Vương Nhị Hổ đưa về, ngoại trừ bản thân Vương Nhị Cẩu, không ai biết. Phương hút dụi dụi mắt, phát hiện màn hình giả định trước mắt vẫn tồn tại, lúc này mới hiểu được, không phải mình hoa mắt. Là tiêu chuẩn của người xuyên Việt, bàn tay vàng khoan thai đến chậm. Chương 2 Ban đêm, thâm sơn, vương thị tẩu tẩu bạn đang nghe tại truyện chấm audio đè xuống vui sướng và kích động trong lòng phương hút nhìn nút kế thừa và từ bỏ kế thừa trên bản ảo rơi vào trầm tư hắn chú ý tới câu nói trên bản chữ kia mình có thể ngẫu nhiên kế thừa một phần trong ba phần di sản của vương nhị cẩu ngẫu nhiên đại biểu cho tính không xác định di sản một là không nói cho dù có khế ước phòng ốc có thủ tục hợp pháp nhưng vương nhị hổ kia là võ giả lại là phủ binh luật pháp của đại ngu hoàng triều nhằm vào võ giả có đặc quyền, loại phạm phu tục tử như mình, cầm khế ước phòng ốc cũng chưa chắc có thể đạt được phòng ở. Nói không chừng nháo đến cuối cùng, thịt dê không ăn được, chọc cho một thân tao, vô duyên vô cớ trên lưng một tên tội phạm giết người hiềm nghi. Về phần di sản thứ hai, vợ vương nhị cẩu tuy rằng rất nhuận, phong vận vẫn còn, nhưng tạo tạc năm đó vì một trâu thị, hại chết trưởng tử, cháu trai và đại tướng điển vi của mình, sự thật chứng minh vợ tốt có thể có điều kiện tiên quyết ngươi phải có thực lực di sản ba là tốt nhất bạch ngân bách lượng ở hiện tại mặc dù không tính là đại tài nhưng cũng là một khoản tài phú không nhỏ võ giả luyện gân cốt không chỉ cần đạt giả chỉ dẫn còn cần đang dược cùng huyết thực để bồi bổ thân thể những thứ này đều phải tiêu phí đại lượng tiền tài phương hút những năm này đại bộ phận thu nhập đều tiêu ở trên này mặc dù còn chưa đặt chân vào hàng ngũ võ đồ nhưng cũng đã là luyện cốt chi cảnh so với người bình thường cường kiện không ít một trăm lượng bạc trắng cho là đủ hắn mua đang dược cùng huyết thực một tháng nhìn chằm chằm màn sáng trước mặt suy tư thật lâu phương hút đột nhiên nở nụ cười tại sao phải vì vấn đề này mà rầu rĩ chứ đều là miễn phí đồ vật nào có không cần đạo lý ngẫu nhiên đến di sản ba chính mình liền đem kia trăm lượng bạc trắng lấy tới nếu là thật ngẫu nhiên đến di sản một cùng di sản hai không cần chính là. Nghĩ vậy, hắn trực tiếp lựa chọn thừa kế. Màn sáng lưu chuyển, ba phần di sản nhanh chóng lăn lộn, một lát sau, tốc độ lăn chậm lại, sau đó màn sáng dần dần dừng lại. Chúc mừng ký chủ, đạt được di sản 2. Hệ thống gia trì trung, vương nhị cẩu kiều thê vương thị đã đối ký chủ sinh ra hảo cảm, thỉnh ký chủ cẩn thận lựa chọn. Nhìn văn tự xuất hiện trên màn sáng, phương hút khẽ lắc đầu không phải là điều tồi tệ nhất, không phải là điều tốt nhất, nhưng là kết quả khó khăn nhất, bây giờ phải làm gì? Mang sáng trước mặt chậm rãi biến mất, Phương Hút lại lâm vào rối rắm. Thật lâu sau, hắn mới buông bình gạo trong tay xuống, nhìn sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, thoáng sửa sang lại quần áo một chút liền mang theo một vò rượu gạo tự ủ đi ra khỏi nhà. Giờ tuất ba khắc, Lê Thứ trong trấn trải qua một ngày lao động đều đã sớm nghỉ ngơi, đi bộ xuyên qua trên đường phố. Phương Húc rất nhanh đã đi tới trước tiểu viện nhị tiếng của Vương Nhị Cẩu. Có cái đương phủ binh đệ đệ, Vương Nhị Cẩu ở phong lâm trấn tuy rằng so ra kém những kia hào cường địa chủ, nhưng coi như là cái nhà giàu có, nếu không phải Vương Nhị hổ bổng tiền phần lớn dùng để mua đang dược ngao luyện thân thể thượng, Vương gia gia cảnh có thể sẽ tốt hơn một chút. Cốc cốc cốc. Cốc cốc. Đứng ở ngoài cửa thoáng do dự, Phương Húc ma xui quỷ khiến gõ cửa viện. Ai vậy? Một lát sau, trong viện truyền đến một thanh âm mềm mại, tiếp theo là bước nhỏ từ xa đến gần. Chị dâu, là em. Sợ hàng xóm nghe được, Phương hút hạ giọng. Cử viện chậm rãi mở ra một khe hở, đầu đội trăm cài tóc, búi tóc, phụ nhân trẻ tuổi mặc váy màu tím vương đầu ra, có lẽ đúng như lời vương nhị cậu nói, bà nương nhà mình mười ngón không dính nước mùa xuân, rất ít lao động, bảo dưỡng rất tốt, khuôn mặt xinh đẹp của phụ nhân không trang điểm làn da hơi sáng bóng lông mày ba phần mì sắt bảy phần rụt rè thấy ngoài cửa là phương hút vương thị cười nhạt trên mặt lại có một tia đỏ ửng là phương tiểu ca mời vào trong thắt lưng doanh doanh hơi không vương thị hành lễ xong liền tránh ra ôn thanh nhỏ nhẹ nói phương hút thấy thế trong lòng thầm kinh hãi hệ thống vĩ lực quả nhiên rất cao phải biết rằng vương thị này ngày thường đều là một bộ mỹ nhân cao lãnh nào có lúc mị nhãn như tơ như bây giờ đi vào trong viện, Phương Hút biết rõ cố ý hỏi. Chị dâu, nhị cậu ca không có ở đây. Vương Thị khẽ lắc đầu. Ban ngày nói là đi chân núi khai khẩn đất hoang, đã canh giờ này rồi, còn chưa trở về. Không trở về. Xem ra Vương nhị cậu đã chết ở bên ngoài, Phương Hút thầm than trong lòng, ngoài miệng lại ra vẻ lo lắng nói. Giờ này còn chưa trở về. Mảnh thú trong núi rất nhiều, nhị cậu ca có xảy ra chuyện gì không? nghe nói như thế, trên mặt vương thị hiện lên một tia lo lắng, lúc này có chút không biết làm sao nhìn về phía phương hút. Chị dâu đừng lo lắng, nếu không ta cùng chị dâu đi tìm. Phương hút an ủi. Vương thị hơi cảm kích cuối người hành lễ, vội mở miệng nói. Phiền phương tiểu ca như vậy, đợi ta lấy đèn lồng. Trên con đường nhỏ ngoài trấn, phương hút mang theo một cái quốc phòng thân, vương thị dơ đèn lồng, hai người dọc theo sơn đạo uống lượng thông thả đi về phía trước trong núi thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng thú gầm không biết tên làm cho vương thị sinh lòng sợ hãi thân thể không tự chủ được nhích lại gần phương hút tay kia đã không tự chủ được bắt lấy quần áo của hắn cuối sơn đạo dưới sự chỉ dẫn của vương thị hai người rất nhanh đi tới trước một mảnh ruộng rộng rãi là mảnh đất này phương hút khẽ thở dài đây không phải là cái gì vô chủ đất hoang vốn là trên trấn lưu lão hán gia ruộng chính chỉ bất quá cái kia lưu lão hán vào núi săn thú bị mạnh thú cắn chết, trong nhà duy nhất nhi tử năm xưa tu luyện xảy ra sự cố, lưu lại một bộ nửa tàn thân thể, không cách nào trồng trọt. Phương Tiểu Ca, kia hình như là nhà im trâu cày, dơ đèn lồng vương thị nửa người giấu ở phương hút phía sau, chỉ vào bên trái một đoàn bóng đen thân thể run rẩy mở miệng nói. Phương hút ngưng mắt nhìn lại, bên trái cách đó không xa quả nhiên là một con trâu cày nằm trên mặt đất. Hai người bước nhanh tới gần, nương theo ánh sáng đèn lồng thấy rõ trâu cày trên mặt đất a à, vương thị đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi đèn lồng trong tay trực tiếp bị dọa rơi trên mặt đất hai tay trong nháy mắt ôm lấy cánh tay phương hút phương hút cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa không nhẹ trâu cày cực lớn đã không còn hơi thở toàn bộ thân thể thập phần quỷ dị, máu thịt toàn thân như là bị bốc hơi chỉ còn lại có da trâu bao vây khung xương hắn lấy hết dũng khí đem đèn lồng trên mặt đất nhặt lên giơ đèn lồng hướng chung quanh cẩn thận xem xét, thình lình lại phát hiện trong bụi cỏ xa xa có một đôi chân. Chị dâu. Kêu một tiếng vương thị, phương hút mang theo quốc chậm rãi đi về phía hai chân kia, vương thị đi theo phía sau, thân thể run rẩy, hai tay gắt gao ông lấy cánh tay phương hút. Tìm thư uyển v đúc vê đúc vê đúc chấm giao su chấm com ghé sát vào bụi cỏ, đưa đèn lồng cho vương thị, phương hút lấy quốc đẩy bụi cỏ ra, thấy rõ chủ nhân hai chân kia chính là vương nhị cẩu. Lúc này vương nhị cậu trước khi chết giống như là gặp phải đại khủng bố, hai mắt trừng lớn, trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ, giữa cổ một đạo huyết nhục mơ hồ miệng vết thương thiếu chút nữa đem đầu lâu đều chém rụng, máu tươi nhuộm đỏ vải y của hắn. Nhìn thấy một màn máu tanh như thế, vương thị hai mắt trắng bệt, trực tiếp bị dọa hôn mê bất tỉnh. Phương hút vội vàng đỡ lấy thân thể mềm nhũng của cô, ngón cái bấm vào giữa hô. Chị dâu, chị dâu. Nằm ở trong lòng Phương hút, Vương Thị từ từ tỉnh lại, thần tình hoảng hốt lại thoáng nhìn thi thể Vương Nhị Cẩu, không biết là sợ hãi hay là thương tâm, lại trực tiếp nhào vào trong lòng Phương hút khóc lên. Chị dâu đừng khóc, Nhị Cẩu ca hắn. Hắn ngày thường đắc tội người nào? Vương Nhị Cẩu rõ ràng là bị người một đau lau cổ, từ miệng vết thương đến xem, kẻ giết người thập phần chuyên nghiệp. Vương Thị khóc một hồi, thấp giọng nức nở nói. Nhị Cẩu tuy rằng ngày thường có chút bá đạo, nhưng người không xấu ngoại trừ trước đó vài ngày ở thổ địa miếu cùng nhị công tử trương gia trên trấn cãi nhau hai câu cũng không có đắc tội người nào à phương tiểu ca hôm nay bây giờ phải làm thế nào cho phải vương thị thất thần vô chủ điềm đạm đáng yêu nhìn phương hút phương hút nhìn thoáng qua thi thể vương nhị cẩu trầm ngâm một lát nói chị dâu chớ vội việc cấp bách vẫn là báo quan trước đi ít nhất cũng phải cho nhị hổ huynh đệ ở Hoàng Châu Phủ biết chuyện nhị cẩu ca bị hại. Vương nhị cẩu đã chết, hắn có thể đạt được một lần kế thừa di sản cơ hội, tuy rằng phần này di sản hiện tại có chút khó giải quyết, nhưng cái này lại biểu lộ một chuyện, chính mình cần bằng hữu. Trợ giúp vương thị, kết giao vương nhị hổ, như thế, ngày sau vương nhị hổ thân tử, chính mình chẳng phải là lại có thể đạt được một lần kế thừa di sản cơ hội. Chương 3 Thổ địa miếu tầm bảo bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đúng đúng đúng. Việc này nhất định phải để cho thúc thúc biết, để cho hắn báo thù cho nhị cẩu. Nhắc tới vương nhị hổ, vương thị tự hồ có một ít người tâm phúc, sau khi cảm kích liếc mắt nhìn phương hút một cái, trong lòng lại dâng lên một tia tình cảm khác thường, khuôn mặt nổi lên đỏ ửng, lặng lẽ ôm chặt cánh tay phương hút. Cảm nhận được nơi cánh tay truyền đến mềm mại, ngửi mùi son nhàn nhạt, Phương Húc cố nén nội tâm đẩy ngã xúc động nâng nàng dậy nói. Chị dâu, chúng ta chớ động đến dấu vết hiện trường, hiện tại trở về báo quan đi. Vương Thị khẽ gật đầu, cứ như vậy gần như đem nửa người tựa vào trên người Phương Húc, đi theo hắn hướng phong lâm trấn đi đến. Chị dâu, nhị cậu ca vì sao cùng trương gia công tử cãi nhau trên đường, vì đánh vỡ xấu hổ, Phương Húc thuận miệng hỏi. Ta không biết. Chỉ là nghe nhị cậu nói, Trương gia tự hồ chuẩn bị đem kia thổ địa miếu hủy đi xây cửa hàng, bị nhị cẩu ngăn lại. Nhị cẩu ngày thường cũng không tin thần Phật, không biết tại sao lại để tâm đến thổ địa miếu như vậy, không có việc gì cũng thích đi dạo. Đền thổ địa Những lời này của Vương Thị làm cho Phương Húc nhận ra một chút không thích hợp, Vương nhị cẩu ngày thường không tin thần Phật lại để tâm đến tòa miếu thổ địa hoang phế kia như vậy, chẳng lẽ? Đem việc này âm thầm ghi nhớ, hai người tiếp tục đi về phía trước đi nửa canh giờ liền đã đi tới trấn trên phủ nha đại ngu hoàng triều trấn thiết trấn trưởng dưới có tư kê sở phụ trách duy trì trị an bắt đạo tặc những tư kê này bình thường xử lý một ít lê thứ tranh chấp còn có thể nhưng liên lụy đến án mạng hơn nữa còn là một vị phủ binh ca ca hiển nhiên cũng có chút lực bất tòng tâm nghe vương thì khóc lóc kể lể trấn trưởng hoàng đức xuyên đỡ tráng không nói ánh mắt liếc về phía phương hút lại nghi hoặc nói ngươi là cháu trai của lão đầu trấn trên. Phương hút chắp tay. Đúng là tiểu tử. Ngươi vì sao đêm khuya cùng vương thị ở chung một chỗ, lại như thế nào phát hiện vương nhị cậu cái chết? Hoàng Đức Xuyên trong giọng nói tràn ngập chất vấn. Phương hút thản nhiên trả lời. Ban ngày, nhị cậu ca từng tìm tiểu tử sửa cày, trong lúc đó nói muốn giới thiệu khuê nữ nhà vương đồ tể cho tiểu tử, buổi tối không có việc gì, tiểu tử vốn chuẩn bị mang theo rượu ngon tự ủ, tìm nhị cẩu ca tâm sự. Tới nhà nhị cẩu ca, nghe nói chị dâu Vương Thị nói nhị cẩu ca trời tối chưa về, tiểu tử liền cùng chị dâu đi tìm. Những lý do thoái thác này ở trên đường cũng đã nghĩ kỹ, Vương nhị cẩu chết vốn là cùng hắn không có quan hệ, mình ngàn vạn lần không thể dính vào thị phi. Dạ, đệ đệ của Vương nhị cẩu là phủ binh, hay là võ giả, hiện giờ Vương nhị cẩu đã chết, gia dạ phải nhanh chóng phái người thông báo cho hắn. Thuận tiện mời thượng lại huyện Thanh Hà đến điều tra án mạng đâu, trấn phong lâm chúng ta xử lý không được. Bên cạnh Hoàng Đức Xuyên, cầm quạt xếp trong tay, khóe miệng mọc trâu quai nón, nằm nhân gầy gò có trâu chữ bác thấp giọng nói. Hoàng Đức Xuyên trầm ngâm một lát gật đầu, lúc này đứng dậy nhìn về phía Vương Thị và Phương Húc nói. Hai người các ngươi về trước đi, ta sẽ cho người vận chuyển thi thể Vương Nhị Cẩu đến Nghĩa Trang tạm thả, tất cả chờ thượng lại đến rồi nói sau. Phương Húc hơi chấp tay, nâng vương thị ngồi phịch dưới đất dậy nói chị dâu về trước đi đỡ vương thị từ phủ nha rời đi phương hút trực tiếp đưa nàng đến cửa nhà liền định thừa dịp bóng đêm đi miếu thổ địa kia nhìn xem có giống như mình đoán hay không nhưng lúc này vương thị lại dựa cửa giữ chặt vạt áo phương hút trong mắt mang theo vài phần sợ hãi vài phần tình cảm khó hiểu ông nhu nói phương tiểu ca nô gia nô gia sợ trong lúc nói chuyện đôi mắt đẹp mang theo vài phần mị sắc, đầy cõi lòng chờ mong nhìn chầm chằm Phương Húc. Thiếu phụ phong vận như vậy đối với Phương Húc hai đời mẫu thai độc thân mà nói có hấp dẫn trí mạng, dưới chân hắn phản phất là mọc rễ, khó có thể di động. Hệ thống vĩ lực đã thay đổi vương thị tư duy, Phương Húc rõ ràng, chính mình đêm nay chính là lưu lại, làm chút gì đó, vương thị cũng sẽ không có bất kỳ phản đối. Nhưng hắn không dám. Vương nhị cậu đã chết, cái này thời điểm máu chốt trên, chính mình cùng vương thị nếu là phát sinh chút gì bị người phát hiện vậy nhưng chính là buồn vàng rơi đũng quần không phải phân cũng là phân chị dâu đừng sợ đợi đến ngày mai trong huyện tất nhiên sẽ có người tới xử lý việc này nhị hổ huynh đệ nhận được tin tức cũng sẽ mau chóng chạy tới an ủi vương thị hai câu phương hút vội vàng thoát khỏi hấp dẫn trí mạng này nhìn thân ảnh phương hút rời đi ánh mắt vương thị có chút u oán đồng thời cũng có một tia lo lắng với dung mạo của nàng, sao có thể cam tâm gả cho vương nhị cẩu như vậy, nhưng ai bảo vương nhị cẩu này có một đệ đệ làm phủ binh chứ? Gả cho hắn làm vợ, dù sao cũng tốt hơn làm thiếp cho hào cường. Phương hút bên này, sau khi rời khỏi nhà vương nhị cẩu, liền vội vàng chạy tới miếu thổ địa trong trấn. Sau khi ngu hoàng triều kế vị liền cấm trị hạ lê thứ thờ phụng thần Phật, lớn đến châu phủ, nhỏ đến huyện trấn nông thôn, khắp nơi đều tu kiến ngu hoàng miếu thờ trong miếu cung phụng cũng đều là pho tượng ngu hoàng này sau khi tòa miếu thổ địa ở trấn phong lâm bị cắt đứt hương khói cũng hoàn toàn hoang phế phần lớn thời gian là bị người vào đường núi qua trấn phong lâm trở thành chỗ ở qua đêm đi vào miếu thổ địa phương hút từ trong lòng lấy ra một cái sổ lửa đặt ở bên miệng thổi mượn ánh đèn sổ lửa đánh giá bốn phía mái miếu hoang phế sụp đổ một nửa giữa vách đá đổ nát có một pho tượng đá khổng lồ mất đi đầu mạng nhện lan tràn rách rưới không chịu nổi. Trước tượng đá, trên đống tro tàn sau khi đốt mấy đống gỗ rải rác một chút trơm rạ, hiển nhiên là đã lâu không có ai qua đêm ở đây. Đứng trước tượng đá, Phương hút nhíu mày. Nếu như mình là Vương Nhị Cẩu, sẽ đem một trăm lượng bạc trắng giấu ở địa phương nào đây? Một bên đánh giá hoàn cảnh chung quanh, một bên tiến hành mô phỏng trong đầu, tìm thư uyển, Phương hút phát hiện, miếu thổ địa rách nát tự hồ căn bản không có chỗ nào có thể giấu kín một trăm lượng bạc trắng. Chẳng lẽ? Mình đoán sai rồi. Tiền riêng của vương nhị cẩu cũng không có giấu ở trong thổ địa miếu này. Trong lòng sinh ra một tiên nghi hoặc, ánh mắt lần nữa đem miếu đổ nát tất cả địa phương đều quét nhìn một vòng. Hả? Khi ánh mắt đi qua tượng đá không đầu khổng lồ trên thần đàn, hai mắt phương hút hơi ngưng tụ. Cánh tay trái của tượng đá tự hồ có chút bất đồng trong miếu đổ nát vốn là mạng nhện lan tràn, từng mảng từng mảng mạng nhện nối liền tượng đá cùng xa nhà, chỉ có mạng nhện ở cánh tay trái kia có vẻ cực kỳ thư thất. Chú ý tới điểm này, Phương Hút lúc này nhảy lên thần đàn, lấy họa chiếc tử đến gần cánh tay trái tượng đá cẩn thận quan sát, quả nhiên ở phía trên phát hiện một chút bùn đất rất nhỏ. Miếu thờ tàn phá, trên tượng đá rơi chút bụi bặm bình thường, nhưng có bùn đất hiển nhiên là không đúng. ngẩng đầu nhìn tượng đá cao ba trượng, phương hút ngầm chiếc tử lửa trong miệng dùng cả tay lẫn chân bò lên trên đỉnh tượng đá phương hút ngồi ngay ngắn trên vai tượng đá gỡ sổ lửa từ trong miệng xuống theo cổ tượng đá chiếu xuống quả nhiên phát hiện một cái hộp gỗ ở vị trí lồng ngực trống rỗng của tượng đá hộp gỗ ở chỗ đưa tay là có thể với tới phương hút dễ dàng lấy ra một tay cầm sổ lửa tay kia mở rương gỗ ra đập vào mắt rõ ràng là một trương bạc chỉnh tề mỗi thỏi bạc hơi lớn hơn ngón cái trọng lượng là hai lượng, thỏi bạc lớn như vậy ước chừng 50 viên. 100 lượng bạc trắng. Nhìn thỏi bạc trước mặt, Phương hút lộ vẻ vui mừng. Tuy rằng từ trên hệ thống không có được phần di sản này, nhưng hắn cũng là bằng vào chính mình thông minh trí tuệ chiếm được này 100 lượng bạc trắng. Có 100 lượng bạc trắng này, khoảng cách mình đặt chân tới cảnh giới võ đồ lại gần thêm một bước. Chương 4 Trí viễn đường, luật sư bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không dừng lại quá nhiều ở miếu thổ địa, Phương hút ông rương gỗ từ trên tượng đá nhảy xuống, thừa dịp bóng đêm, nhanh chóng về đến nhà. Trên giường, rương gỗ chứa trăm lượng bạc trắng được đặt ở một bên, Phương hút cuối người xốc tấm ván gỗ dưới giường lên, từ trong ngăn tối lấy ra một cái rương gỗ cỡ nhỏ. Trong rương gỗ nhỏ là tiền tiết kiệm được mấy năm nay, 24 lượng lẻ 13 tiền. Cộng thêm vừa đạt được 100 lượng bạc trắng này, tài phú có thể dùng trong tay liền đạt tới 124 lượng lĩnh một mười ba tiền. Đại ngu hoàng triều lấy võ lập quốc, võ đạo hưng thịnh, lúc mới lập quốc, hoàng thất đã từng ở trên phố truyền xuống ba loại phương pháp luyện cơ sở luyện thể. Ba loại phương pháp luyện thể trên lý luận đều có thể làm cho người ta tu luyện tới cảnh giới võ đồ, mà dưới tình huống như vậy, võ giả hoàng triều sở dĩ còn hiếm có như vậy, xét đến cùng liền hai nguyên nhân. Thiên phú, tiền tài nghèo văn phú võ người bình thường muốn dựa vào tu luyện bước vào võ đồ cảnh giới thiên phú là một mặt tài nguyên lại càng thêm trọng yếu không chút khách khí nói nếu như có sung túc tài nguyên chồng chất xây coi như là một con heo cũng có thể dễ dàng đặt chân võ đồ hàng ngũ trở thành võ giả mà dưới tình huống tài nguyên thiếu hụt muốn trở thành võ giả yêu cầu đối với thiên phú liền tăng lên rất nhiều để đệ, đệ vương nhị cẩu vương nhị hổ có thể bước vào cảnh giới võ đồ trở thành phủ binh Hoàng Châu Phủ, nguyên nhân căn bản nhất là thiên phú khá cao, hơn nữa phụ thân năm đó ở phong lâm trấn dựa núi ăn núi, đầu cơ trục lợi dược liệu, kiếm lợi không ít gia tư. Dù là như thế, bồi dưỡng ra vương nhị hổ như vậy một vị võ giả, cũng hao hết vương gia chính phần chính tài sản. Gia cảnh của Phương Húc đương nhiên là kém vương gia thời kỳ toàn thịnh, tài nguyên trong tay tính toán đâu ra đấy cũng chỉ hơn 100 lượng bạc này. Thép tốt cần được sử dụng trên lưỡi dao hắn tu luyện chính là bàn long kính, một trong ba loại công pháp luyện thể cơ bản mà Hoàng Triều truyền xuống. Mấy năm nay, không có người đạt chỉ dẫn, đi đường vòng không ít, lão đảo đi tới bây giờ, cũng miễn cưỡng đạt tới giai đoạn luyện cốt, khoảng cách tới cảnh giới võ đồ, còn có một đạo hố luyện phủ cần phải vượt qua. Trên ba loại công pháp luyện thể đều không có ghi chép về phương pháp luyện phủ. Mà luyện phủ vừa vặn là một đạo khám quan trọng nhất trước khi trở thành võ giả, lục phủ ngũ tạng luyện không đúng chỗ, trực tiếp ảnh hưởng đến thành tựu sau này của võ giả nhưng nếu luyện qua lại sẽ tổn thương đến phủ tạng nhẹ thì trọng thương nặng thì chết ai đóng thùng gỗ lại phương hút thở dài phong lâm trấn ngược lại là có ba vị võ sư có thể chỉ dẫn người khác luyện phủ phương pháp nhưng ba người này cũng không phải là cái gì thiện nam tính nữ muốn đạt được bọn họ chỉ dẫn cái kia đều là cần phải trả giá thật lớn chính mình trên tay chút tiền ấy ngược lại là có thể mời đến một vị võ sư chỉ dẫn nhưng nếu muốn mua thêm chút đang dược huyết thực cũng có chút giật gấu vá vai tiền đâu vuốt ve trước mặt hai cái rương gỗ phương hút suy tư một lát trong lòng âm thầm hạ quyết tâm đang dược sự tình có thể tạm thời chậm lại một chút hệ thống đã thức tỉnh ngày sau chỉ cần nhiều kết giao hảo hữu chung quy sẽ không thiếu tiền tài tìm một võ sư chỉ dẫn mau chóng giải quyết chuyện luyện phủ mới là việc cấp bách hắn cũng không muốn giống như nhi tử của lưu lão hán kia chính mình suy nghĩ lung tung đem chính mình luyện thành một người tàn phế sáng sớm hôm sau trên đường phố thị trấn phong lâm bởi vì tiếp giáp với tòa bảo khố tự nhiên đề lam sơn này lại đang vào đầu xuân không ít người dự định vào núi tìm kiếm thảo dược người đãi vàng săn bắn hung thú đều lục tục đến phong lâm trấn từ mùa này bắt đầu mãi cho đến trước khi tuyết lớn phủ kín núi phong lâm trấn đều sẽ náo nhiệt phi phàm xuyên qua trên đường phố tùy ý có thể thấy được một ít tiểu đội đãi vàng mang theo phát đao trường mâu những người này phần lớn cũng giống như phương húc ở vào cảnh giới luyện cốt được thuê bởi một ít thế gia hào cường vì bọn họ bán mạng trong số những người được thuê một số người thiên phú xuất chúng có cơ hội được chủ nhà coi trọng sau đó thu nạp trở thành nhân viên ngoại vi nếu là vận khí tốt có thể bị những thế lực này bên trong đạt giả chỉ điểm một hai cá vượt long môn vượt qua luyện phủ chi cảnh trở thành võ đồ được thế gia trọng dụng cùng thế gia nữ tử liên hôn cũng không phải không có khả năng loại con đường này xem như một loại biện pháp để lê thứ vượt qua giai cấp bình thường đại ngu hoàng triều cùng võ giả thế gia cùng trị thiên hạ trở thành ngoại thích thế gia coi như là bước vào vòng luẩn quẩn của xã hội thượng lưu đánh vỡ hàng rào giai cấp phương hút lưng đeo hơn một trăm lượng bạc trắng trên tay mang theo hai vò rượu ngon tự ủ tránh những tiểu đội săn bắn đấu đá lung tung rất nhanh đã đi tới trước mặt một tòa đại viện. Phương tiểu tử, lại tới nữa, trước cửa viện, một gã dáng người khôi ngô, mặt đầy râu quai nón trung niên hán tử nhìn thấy Phương Húc, quen thuộc cười nói. Lý đại ca. Phương Húc cười ha hả hô một tiếng, ánh mắt lướt qua nam tử trung niên nhìn về phía thân ảnh đỏ tươi chật lóe trong viện. Trung niên hán tử theo ánh mắt của hắn nhìn về phía trong viện, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười trêu ghẹo nói. Tiểu tử, còn nhớ thương đây. Phương Húc có chút xấu hổ thu hồi ánh mắt, gãi gãi đầu ngượng ngùng cười nói. Tiểu tử tới bái kiến luật sư. Luật sư, trong miệng hắn tên là Lục Trí Viễn, là một trong ba vị võ sư của Phong Lâm Trấn, cũng là chủ nhân của Trí Viễn đường này, cảnh giới đã là ba cảnh giới của võ sư. Võ đồ thập cảnh, vượt qua thập cảnh liền có thể đặt chân võ sư cảnh giới, sư giả, thụ đạo giải thích nghi hoặc giả. Chỉ có trở thành võ sư, mới có thể được xưng là đạt giả, cũng chỉ có võ sư cùng trở lên cảnh giới võ giả, mới có tư cách chỉ dẫn bình thường người tu luyện luyện phủ phương pháp, bình thường võ đồ không có năng lực này. Hán tử trung niên nhìn hai vò rượu trong tay Phương Húc, lắc đầu nói. Phương tiểu tử, quy củ của luật sư ngươi biết, muốn vào cửa này, 50 lượng bạc trắng, hai vò rượu này của ngươi không đáng giá cái giá này. Khác với hai vị võ sư khác, mấy năm trước lục trí viễn mới chuyển đến Trấn Phong Lâm tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê đúc chấm giao su chấm một vị võ sư đột nhiên đến tự nhiên là khiến cho hai gã võ sư khác của phong lâm trấn chú ý đám lê thứ của phong lâm trấn cũng không rõ ràng lắm vũ sư trương gia cùng lão gia chủ ô gia kia cùng lục trí viễn đạt thành hiệp nghị gì lại cho phép lục trí viễn ở lại phong lâm trấn so sánh với hai vị võ sư khác mời lục trí viễn chỉ điểm phương pháp luyện phủ xem như cái giá nhỏ nhất trung niên hán tử Lý Vân Sơn trước mắt là phong lâm trấn năm đó đi theo lục trí viễn. Lúc trí viễn đường mới mở, Lý Vân Sơn từng tìm ông nội Phương Húc chế tạo một ít đồ dùng trong nhà, thường xuyên qua lại, ngược lại quen thuộc với Phương Húc không ít. Tiền tôi mang theo. Phương Húc nói xong, vội vàng lấy 50 lượng bạc đưa cho Lý Vân Sơn. Thấy hắn xuất ra ngân lượng bên trong có không ít đều là bạc vùng, Lý Vân Sơn có chút kinh ngạc nói. Phương tiểu tử, những bạc này tích góp không ít ngày A à. Phương hút thản nhiên cười Lý đại ca, luật sư ở bên trong Lý Vân Sơn nhanh chóng kiểm kê ngân lượng Sau khi xác nhận không sai liền đưa tay ra hiệu Luật sư ở đây, vào đi Dưới sự dẫn dắt của hắn Phương hút lần đầu tiên bước vào bên trong trí viễn đường Đây là một tòa tam tiếng đại trạch viện Tiền viện có một cái không lớn diễn võ trường Lấy cứng trắng đá xanh trải liền trên mặt đất Lưu có không ít sâu cạn không đồng nhất dấu chân, diễn võ trường bên trái đặt hai cái giá binh khí, bên phải thì là bốn tòa phủ kín vết thương nhận thạch. Nhận thạch là một loại vật liệu đá rất cứng rắn, võ giả thập cảnh bình thường toàn lực một kích cũng rất khó phá vỡ, bởi vậy thường bị coi là chuẩn tắc đánh giá thực lực võ giả. Đi theo Lý Vân Sơn xuyên qua diễn võ trường, đi vào nội viện, Phương Húc lại thấy được thân ảnh đỏ tươi kia. Chương 5 Luyện Phủ Chi Pháp bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thiếu nữ một thân trang phục màu đỏ, búi tóc, đưa lưng về phía phương hút, đang nghe nam nhân trước mặt dạy bảo. Nam nhân một thân áo trắng, trên dưới 50 tuổi, mặt trắng, râu ngắn, hơi có vẻ nho nhã rồi lại nói năng thận trọng, nhìn qua ngược lại tương tự như phu tử dạy học trên trấn. Luật sư Lý Vân Sơn mang theo phương hút đi tới trước mặt, cung kính hành lễ nói tiểu tử phương gia muốn yêu cầu luật sư chỉ điểm giao tiền rồi lục trí viễn nhìn lướt qua hai người thản nhiên nói phương hút vội vàng không người hành lễ năm mươi lượng bạc đã đưa cho lý đại ca rồi thiếu nữ trang phục màu đỏ lúc này cũng xoay người dùng nhàng thiếu nữ không cần trang trí phấn đại trên khuôn mặt xinh đẹp hơi mập mạp của trẻ con môi đỏ mộng đóng chặt phía trên mũi quỳnh như phấn điêu ngọc mại hai tròng mắt linh động mang theo một chút nghi hoặc đánh giá phương hút vân sơn thanh lạc hai người xuống trước đi lục trí viễn chậm rãi mở miệng thiếu nữ áo đỏ và lý vân sơn sau khi hành lễ liền rời khỏi tiểu viện lục trí viễn nhìn về phía phương húc mở miệng nói ngươi nên biết quy củ của trí viễn đường lục mổ chỉ dạy phương pháp luyện phủ cũng không thể bảo đảm ngươi nhất định sẽ trở thành võ đồ vả lại mặc kệ có thể trở thành võ đồ hay không 50 lượng bạch ngân này đều không lùi phương húc khẽ gật đầu chắp tay nói tiểu tử biết. Quy tắc này được ngành công nghiệp công nhận, 50 lượng bạc là phí vào cửa, sư phụ dẫn vào cửa, thành tựu phải xem cá nhân. Như thế, ngươi hãy tiến lên đây. Thấy hắn không có ý kiến, lục trí viễn chậm rãi mở miệng nói. Phương hút hai bước tới trước mặt, chậm rãi vương cánh tay phải, lục trí viễn thì đưa tay bắt lấy cánh tay hắn nhắm hai mắt lại. Khoảnh khắc. Khí huyết tràn đầy, căng cơ rất vững chắc, ngược lại làm khó ngươi võ giả tu luyện, bên ngoài luyện da thịt, bên trong luyện cốt huyết, cuối cùng luyện ngũ tạng lục phủ, cái gọi là thiên phú giai đoạn trước kỳ thật cũng chính là tiềm lực cá nhân, Phương Húc không có chuyên môn kiểm tra qua thiên phú của mình rốt cuộc như thế nào. Cái này hơn 20 năm qua, Gia Gia tự hồ cũng cố ý để cho hắn trở thành một gã võ giả, ngày thường cuộc sống lại túng quẩn, cũng không có bạc đãi qua hắn. Thường đẳng huyết thực cùng đang dược mặc dù không thường có, nhưng dựa vào thợ mộc tay nghệ có thể kiếm chút tiền tài, cuối cùng là không có thiếu hắn dinh dưỡng. Đi theo ta. Sau khi sờ xong căn cốt cho Phương Húc, Lục Trí Viễn liền đưa hắn tới một gian mật thất. Mật thất không lớn, bài trí bên trong cũng rất đơn giản, một bàn, một ghế, một phương nhận thạch. Sau khi Phương Húc đứng lại, Lục Trí Viễn liền trực tiếp mở miệng. Ngươi có biết võ giả là gì không? Đón ánh mắt của hắn, Phương Húc suy tư thật lâu, Lắc đầu Hoàng thất truyền xuống bàn lông kính Chỉ có luyện cốt cảnh trước cơ bản nhất luyện thể phương pháp Cũng không có quá mức thâm ảo đồ vật Tự nhiên càng sẽ không ghi lại cái gì gọi là chân chính võ giả Lục trí viễn thấy vậy thì không có gì bất ngờ Trực tiếp mở miệng nói Con người có 108 khiếu huyệt 108 khiếu huyệt này chính là 108 mật tàng Cái gọi là võ giả Chính là nội tu bản thân Khai cuộc bản thân tiềm lực không ngừng mở ra trong cơ thể mật tàng, đạt được lực lượng đám người kia. Nghe lục trí viễn giảng giải, Phương hút giật mình. Nhưng không đợi hắn tiến thêm một bước tiêu hóa, lục trí viễn lại mở miệng nói. Người cho rằng võ giả vì sao phải luyện phủ, nên luyện phủ như thế nào? Phương hút hơi sửng sốt, lại lắc đầu. Lục trí viễn chấp hai tay sau lưng mở miệng nói. Thân thể là vật chứa, lực lượng mật tàn rất mạnh, muốn giải phóng những lực lượng này về cho mình trước hết phải có một vật chứa đủ để chứa đựng những lực lượng này trong lúc nói chuyện hắn chậm rãi vương tay đối trước mặt kia phương nhận thạch đột nhiên đánh ra một chưởng bung nhận thạch so với sắt thép bình thường còn cứng hơn dưới một chưởng của lục trí viễn trực tiếp lỏng vào hơn một tấc phương hút thấy thế thầm kinh một chưởng này nếu như là vỗ vào người bình thường trên người sợ là có thể dễ dàng đem thân thể đánh xuyên võ sư cảnh giới võ giả tùy ý một kích liền có uy lực như thế xem ra trên phố trong truyền thuyết võ đạo đại năng bổ trưởng đoàn sơn chân nát đại địa chuyện hẳn là không giả cậu lại đây sau khi tiểu lộ ra tay lục trí viễn lại gọi phương húc đến trước mặt hai tay bắt lấy hai cổ tay cậu phương húc còn chưa kịp phản ứng liền cảm giác được một cổ lực lượng cực kỳ bá đạo bắt đầu theo cánh tay của mình chạy đi Cổ lực lượng này dọc theo kinh mạch của hắn một đường vọt vào Lục phủ Ngũ tạng mới thoáng chậm lại. Ngũ tạng còn gọi là nhân thể ngũ thần, đều có tính nết, tâm như vượng, tính bướng bỉnh nhảy thoát, nên huấn luyện, gan như lửa, tính táo bạo, nên phủ chi. Lục Trí Viễn vừa dẫn cổ lực lượng kia đi qua Lục phủ Ngũ tạng của Phương Húc, vừa trầm giọng giảng giải. Kết hợp với thanh âm của hắn, lại cảm thụ được lực lượng du động lúc chậm lúc chậm trên Lục phủ Ngũ tạng, Phương Húc hiểu được đây chính là phương pháp luyện phủ chân chính. Hắn không dám có bất kỳ chậm trễ nào, ngưng thần tĩnh tâm, cẩn thận lắng nghe và cảm thụ tất cả những gì xảy ra trong cơ thể, dần dần, Phương Hút cảm thấy ý thức của mình giống như chìm vào trong lòng ngực, gan nóng nảy như lửa, trái tim giống như cử viên. Lục phủ ngũ tạng nhất nhất hiện ra trước mặt hắn. Mà cổ lực lượng lục trí viễn điều khiển lúc này cũng hiện ra bộ dáng bất đồng, hoặc như roi dài, quất vào tâm vượng khổng lồ kia, hoặc như gió mát mưa phùn, an ủi lòng nóng nảy. Phương hút đắm chìm trong loại kỳ diệu này, hồn nhiên quên mất thời gian trôi qua. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, phát hiện lục trí viễn đang đứng cách đó không xa lẳng lặng nhìn mình. Lục sư Phương hút vội vàng chắp tay hành lễ. Trên mặt lục trí viễn hiếm khi lộ ra ý cười gật đầu nói. Thiên phú không tệ, đáng tiếc. Phương hút không hiểu, đang định mở miệng hỏi, Lục trí viễn lại khoát tay nói. Đi đi, phương pháp luyện phủ ta đã báo cho ngươi biết, nếu gặp chỗ nào không hiểu lại đến hỏi. Nhớ kỹ một điểm, luyện phủ chính là công phu mài nước, gấp không được, quá hóa dở, khi ngươi nhận thấy được phủ tạng của mình xuất hiện đau đớn, phải có chừng mực, nếu không tất sẽ bị thương nặng. Phương hút trùng mình, lập tức chấp tay với lục trí viễn. Đa tạ lục sư. Lúc từ mật thất đi ra, mặt trời đã nghiêng về phía tây nam, nhìn cửa lớn trí viễn đường phía sau, doanh hút hơi dậm chân, sau đó liền xoay người rời đi. Luyện phủ chi pháp đã bước đầu nắm giữ, kế tiếp phải làm chính là hảo hảo tu hành, tranh thủ sớm ngày bước vào võ đồ hàng ngũ. Bất quá, trước đó, chính mình vẫn là muốn đi mua một ít huyết thực cùng khí huyết đan. Cách trí viễn đường không xa chính là nơi duy nhất trong trấn bán đan dược, lũng đoạn cửa buôn bán này chính là ô gia, còn việc buôn bán huyết thực của trấn phong lâm thì do trương gia khống chế hai đại thế gia có võ sư tọa trấn tìm thư uyển vê đúp vê vê chấm giao su sinh com tại phong lâm trấn chiếm cứ trăm năm cùng châu phủ những thế lực lớn kia trong lúc đó cũng đều có thiên ti vạn lũ quan hệ tiệm đan dược của ô gia đặt tên là thấm hương trai nơi này không chỉ có thích hợp người tu luyện khí huyết đan bổ nguyên đan các loại trân quý đan dược còn bán đại lượng trị liệu ngoại thương dược tán dược cao cùng với bình thường thảo dược các loại khi phụ thân vương nhị cẩu còn sống từng là ký danh đệ tử của Ô gia lão chủ, tỉ vào tầng thân phận này, hắn mới có thể đầu cơ trục lợi một ít dược liệu ở Phong Lâm trấn, kiếm tiền bồi dưỡng Vương Nhị hỗ trở thành võ đồ. Chỉ bất quá kia Vương Nhị cậu cha tư chất không được, thủy chung không thể trở thành Ô gia lão gia chủ đệ tử chân chính, cũng không thể tập được một ít luyện đan bản lĩnh. Phương hút đi tới trước cửa thắm Hương Trai, lão giả ngoài cửa liền nhận ra hắn. "Phương tiểu ca, lại tới mua thuốc tán?" lão giả trong miệng dược tán là luyện chế khí huyết đang còn dư lại dược cặn, công hiệu so với chân chính khí huyết đang kém quá nhiều, nhưng thắng ở giá cả tiện nghi, phương hút trước đó vẫn luôn là mượn loại dược tán này để tu luyện. Ly bá, tiểu tử lần này là tới mua khí huyết đan. Phương hút vỗ vỗ bọc sau lưng thập phần hào khí nói. Lão giả nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn hắn. Một viên khí huyết đang giá trị 10 lượng bạc, mà một phần dược tán lại chỉ cần 50 tiền. Phương Húc hôm nay há mồm muốn mua khí huyết đan, thật sự làm cho lão giả kinh ngạc không ít. Lúc này vội vàng cung kính mời hắn vào cửa hàng nói: Phương Tiểu, Phương thiếu gia muốn mấy viên khí huyết đan. Phương Húc nghĩ nghĩ mở miệng nói: Nằm viên trước đi. Tiền trên người hắn hiện giờ chỉ còn lại có bảy mươi bốn lượng, kế tiếp còn phải mua huyết thực, cùng với chi tiêu hàng ngày sử dụng, không thể lập tức mua toàn bộ đan dược. Ô gì? thấm hương trai còn có bao nhiêu khí huyết đan, bạn thiếu gia đều muốn. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm có chút kiêu ngạo từ cửa thấm hương trai truyền đến. Chương 6 Uống chén rượu này cũng là bằng hữu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nghe được thanh âm này, Phương hút nhíu mày nhìn ra ngoài cửa. Là hắn. Đứng ngoài cửa là một thanh niên mặc áo lụa màu xanh, khuôn mặt hơi gầy gò. Thanh niên này là phong lâm trấn trương gia nhị thiếu gia trương minh lượng, tại phong lâm trấn xem như nổi danh hoàng khố, ỷ vào hắn gia tộc thế lực, những năm này, khi nam bá nữ sự tình làm không ít. Trương thiếu đến rồi. Trước mặt phương hút, lão giả vốn đang gọi hắn nhìn thấy trương minh lượng, vội vàng ném phương hút sang một bên, vẻ mặt nịnh nọt nghênh đón. Trương Minh Lượng liếc mắt nhìn lão giả thản nhiên nói. Ô di đâu? Mau đem thấm hương trai sở hữu khí huyết đang đều lấy ra, bản thiếu gia hôm nay muốn trùng kích võ đồ cảnh giới. Lão giả mỉm cười không người nói. Trương thiếu chờ một chút, lão hủ đi mời đông gia tới. Không cần. Hắn vừa dứt lời, nội đường thấm hương viên là một vị mỹ nhan phụ nhân mặc tử sam đi ra. Phụ nhân này tuổi chừng 40, bảo dưỡng vô cùng tốt, so với vợ vương nhị cẩu vương thị, càng lộ ra ý nhị mười phần. Ô di nhìn thấy phụ nhân, Trương Minh Lượng hơi thu liễm chấp tay hành lễ. Phụ nhân này là ô ninh tuyết, nữ nhi của ô gia lão chủ, võ giả thất cảnh võ đồ, ngày thường tọa trấn thấm hương trai, ở phong lâm trấn rất có uy vọng. Trương Minh Lượng ở trước mặt người khác dám kiêu ngạo, ở trước mặt nạn lại không dám. Trương gia tiểu tử, luyện phủ thành công rồi. Ô Ninh Tuyết đánh giá Trương Minh Lượng thản nhiên nói. Trương Minh Lượng cười hắc hắc, có chút ngạo khí nói ô di, mau lấy hết khí huyết đang ra đi, ta muốn hết. Trương gia đem khống chế toàn bộ phong lâm trấn huyết thực sinh ý, tại đại khí thô, mười lượng bạc một viên khí huyết đang đối với hắn mà nói, hoàn toàn có thể làm đường đầu ăn. Ô ninh tuyết không tiếp lời hắn, mà xoay người nhìn phương hút đang yên lặng không nói. Ly bá, phương gia tiểu tử cũng là tới mua khí huyết đang. Lão giả vội vàng chấp tay. Đúng vậy, phương thiếu gia muốn năm viên khí huyết đang. Ô Ninh Tuyết nhẹ gật đầu nhìn về phía Trương Minh Lượng nói. Trương gia tiểu tử, buôn bán chú ý một cái trước sau đến, thấm hương trai hiện có khí huyết đang 50 viên, ngoại trừ phương gia tiểu tử muốn 5 viên, còn lại tất cả đều cho ngươi như thế nào? Trương Minh Lượng nghe vậy, nhíu mày, có chút bất mãn nói. Vậy sao được? Bản thiếu gia hôm nay muốn trùng kích võ đồ cảnh giới, nếu là bởi vì thiếu cái này nằm khỏa khí huyết đang mà thất bại, chẳng phải là lãng phí cơ hội lần này nghe nói như thế ô ninh tuyết mỉm cười trùng kích cảnh giới võ đồ chính là xem tích lũy bình thường khí huyết đang chỉ là tác dụng phụ trợ trương minh lượng này ngày thường tu hành đều là dựa vào lượng lớn huyết thực cùng đang dược chồng chất lên căn cơ bất ổn nếu là nhất định trùng kích võ đồ thất bại thêm mấy viên khí huyết đang này cũng là không làm nên chuyện gì thấm hương trai mở cửa buôn bán quy củ không thể hỏng trương thiếu gia nếu thật muốn đem 50 viên khí huyết đang đều lấy xuống cũng chỉ có thể chính mình cùng phương gia tiểu tử thương lượng. Ô Ninh Tuyết đem bóng đá lên người mình, làm cho phương hút nhíu mày. Ô gia ngươi không muốn đắc tội trương gia, liền đem chuyện phiền toái này ném lên người mình. Lão gia, ngươi là con trai của lão già phương hút phải không? Ô Ninh Tuyết mở miệng, trương minh lượng bất đắc dĩ đi tới trước mặt phương hút vênh váo tự đắc nói. Phong lâm trấn không tính là quá lớn, phương hút gia gia lại là trên trấn tay nghề tốt nhất thợ mộc, xem như cái danh nhân, nguyên nhân chính là như thế, trên trấn đại bộ phận người đều nhận thức Phương Húc. Trương Thiếu Phương Húc không kiêu ngạo không xỉm nịnh, hơi chấp tay. Trương Minh Lượng thấy thế, cười tiến đến trước mặt giữ chặt Phương Húc nói. Phương Húc, bản thiếu gia hiện tại cần gấp khí huyết đan, ngươi đem năm viên kia tặng cho bản thiếu gia đi. Có ô ninh tuyết ở đây, Trương Minh Lượng cũng không dám quá càng rỡ. Phương Húc lộ vẻ khó xử hắn hiện giờ đã nắm giữ phương pháp luyện phủ, cũng là nhu cầu cấp bách khí huyết đang đến phụ trợ tu hành. Ô gia lão gia chủ luyện đang kỹ thuật không cao, khí huyết đang sản lượng không nhiều lắm, bỏ lỡ lần này, phỏng chừng ít nhất phải đợi trên 10 ngày mới có thể mua được mới khí huyết đang. Phương Húc, coi như bản thiếu gia nợ cậu một ân tình, kết giao bằng hữu như thế nào? Thấy Phương Húc do dự, Trương Minh Lượng lại mở miệng. Hả? Kết bạn. Lời này của Trương Minh Lượng làm cho tinh quang trong mắt Phương Húc lóe lên. "Chào bạn. Hiện tại mình thiếu nhất chính là bằng hữu. Có bằng hữu, hắn mới có cơ hội kế thừa bằng hữu di sản, có di sản chính mình mới có thể trở nên càng mạnh." Trương Minh Lượng thân là nhị thiếu gia của Trương gia, tuyệt đối không phải loại hàng muốn như Vương Nhị Cẩu có thể so sánh, làm bạn với hắn có vẻ rất tốt. Nhưng vấn đề là Phương Húc bây giờ còn chưa hiểu rõ hệ thống rốt cuộc là như thế nào định nghĩa bằng hữu là loại thỏa thuận miệng này cho dù là bằng hữu vẫn phải tiến hành một ít nghi thức hoặc là thỏa mãn điều kiện gì khác đây mặc kệ trước thử xem trong lòng đã có quyết định phương hút lập tức cười nói trương thiếu đã nói như vậy nếu tiểu tử không đáp ứng thì có chút không biết điều người bạn trương thiếu này tiểu tử nhận định rồi nói xong lời này hắn vội vàng chờ hệ thống phản ứng nhưng qua một lát hệ thống tự hồ cũng không có động tĩnh gì điều này làm cho hắn có chút buồn bực chẳng lẽ thỏa thuận miệng không tính là bạn bè vậy cái gì mới tính là bằng hữu đây suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển phương hút đột nhiên chú ý tới hai vò rượu ngon tự ủ trong tay mình đó là thứ anh định tặng cho lục trí viễn nhưng không đưa ra ngoài trương thiếu phương hút vội vàng gọi trương minh lượng chuẩn bị cầm đang dược rời đi trương minh lượng xoay người có chút nghi hoặc nhìn hắn phương hút giơ bình rượu trong tay cười nói trương thiếu rượu ngon tiểu tử tự ủ muốn mời trương thiếu nếm thử hiệp nghị miệng nếu không được hệ thống tán thành vậy mình liền thử thêm chút nghi thức uống rượu trương minh lượng sửng sốt một chút tự hồ đối với rượu ngon phương hút tự ủ có chút hứng thú lúc này cười nói như thế bản thiếu gia liền vui vẻ nhận nói xong hắn liền ra hiệu tùy tùng bên cạnh nhận lấy vào rượu trong tay Phương Hút. Nhưng Phương Hút lại khoát tay nói. Nghe nói Trương Thiếu rượu ngon, biết rượu, tiểu tử muốn mời Trương Thiếu thưởng thức một phen, nếu có thể cho chút kiến giải, để tiểu tử trở về cải tiến một phen thì càng tốt. Hắn vừa dứt lời, ô ninh tuyết ở một bên tựa hồ cũng hứng thú, mở miệng nói. Tiểu tử phương gia, ô di ta cũng muốn nếm thử hương vị rượu ngon ngươi tự ủ đến tột cùng như thế nào. Ly bá, ra phía sau lấy mấy cái bát đi. Lão giả nghe vậy, không người đi ra phía sau, chốc lát liền ông một chồng chén sứ đi tới. Phương hút trong lòng mừng thầm, hắn vốn định kết giao với một mình Trương Minh Lượng, bây giờ nếu thành công, ngược lại ngay cả ô ninh tuyết mấy người cũng có thể trở thành bằng hữu của mình. Kiếm lớn rồi. Lão giả đem chén sứ bày ra, Phương hút bên này nhanh nhẹn đem một vò rượu trong đó mở ra, rót đầy tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê đúc chấm giao su xuyên chấm com hương rượu nồng đậm trong nháy mắt tràn ngập thấm hương trai đây chính là hắn lợi dụng kiếp trước kinh nghiệm đùa dẫn đi ra có cảm giác thành tựu nhất đồ vật so với phong lâm trấn cái gọi là giai nhưỡng phong diệt tử muốn thơm hơn nhiều mấy người trong quán ngửi mùi rượu này đều là vẻ mặt say mê phương hút trót rượu ngon liền dẫn đầu bưng lên một chén nhìn về phía mấy người nói tiểu tử kính mấy vị uống chén rượu này chúng ta đều là bằng hữu Ô Ninh Tuyết cùng lão giả cùng với Trương Minh Lượng lúc này đã sớm khẩn cấp muốn nếm thử hương vị rượu ngon này, nào còn để ý đến cái khác, lúc này đều tự bưng lên một chén dơ lên. Đều là bằng hữu, nếm thử. Bốn người uống một hơi cạn sạch. Trước mặt Phương Húc đột nhiên xuất hiện một màn sáng. Danh sách bạn bè ngày 3 tháng 10 bạn tốt thứ nhất. Phủ Hoàng Châu, huyện Thanh Hà, thị trấn Phong Lâm Trương Minh Lượng, 15%. Bạn tốt thứ hai. Phủ Hoàng Châu, huyện Thanh Hà, thị trấn Phong Lâm Ô Ninh Tuyết, 71%. Bạn tốt thứ ba. Phủ Hoàng Châu, huyện Thanh Hà, thị trấn Phong Lâm Sở Ly, 68%. Nhìn danh sách trên màn sáng trước mặt, Phương hút nở nụ cười. Cốc cốc. Ngay khi mấy người còn đang nhớ lại tư vị rượu ngon vừa rồi, một đạo thanh âm nuốt nước miếng không đúng lúc vang lên. Trương Minh lượng liếc mắt nhìn tùy tùng bên cạnh, có chút tức giận đạp một cước đồ mất mặt xấu hổ tùy tùng kia bị đá một cước cúi đầu không dám nói gì phương hút thấy thế tâm thần khẽ động lúc này lấy ra hai cái chén sứ rót đầy hai chén rượu đưa cho hai người kia nói người gặp có phần uống chén rượu này đều là bằng hữu hai người không dám nhận đồng loạt nhìn về phía trương minh lượng trương minh lượng tức giận răng dậy phương thiếu gia nói rồi uống đi thật là dày vào thứ tốt Hai người nghe vậy, lúc này mới cảm kích nhận lấy rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Chương 7 Nghĩa Trang, Thần Bí Thi Thể Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hai người uống hết rượu trong chén, màn sáng trước mặt Phương hút lại phát sinh biến động. Bạn tốt thứ tư Phủ Hoàng Châu, huyện Thanh Hà, Lương Tam Thị Trấn Phong Lâm, 15% Bạn tốt năm Phủ Hoàng Châu, huyện Thanh Hà, thị trấn Phong Lâm Tạ Tiểu Thất, 15%. Không tệ, không tệ. Năm người bạn tốt. Chỉ là con số phần trăm sau đó đại diện cho điều gì? Nhìn chầm chầm con số cuối cùng của từng người bạn tốt trên màn sáng, Phương Hút có chút khó hiểu. Tiểu tử Phương Gia, rượu ngon như vậy ngươi còn có bao nhiêu? Ô Ninh Tuyết nhớ lại một lát, trong đôi mắt đẹp lóe tinh mang hỏi. Suy nghĩ bị cắt đứt, Phương Hút lấy lại tinh thần, vội vàng mở miệng nói. Không giấu gì ô, quan phủ có lệnh cấm rượu, không dám ủ quá nhiều, hôm nay chỉ có hai vò này. Nghe nói như thế, Trương Minh Lượng vội vàng ông một vò rượu ngon còn lại trước mặt vào trong ngực. Ô gì, đây chính là phương hút tặng cho tiểu chất. Ô ninh tuyết mắt phượng vừa mở miệng nói. Phương gia tiểu tử chỉ nói cho ngươi nếm thử, khi nào đáp ứng đưa cho ngươi. Như vậy, bình rượu kia ngươi mang đi, còn lại ta lấy trương minh lượng gắt gao ông hai vào rượu không buông tay nhưng cảm nhận được sát khí nhàn nhạt phát ra trên người ô ninh tuyết chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp sau khi hết thảy không nỡ đem vào rượu chưa tháo niêm phong trong đó tặng cho ô ninh tuyết hắn vội vàng cầm lấy niêm phong bụng bên cạnh đem vào rượu này của mình che lại sợ chạy mất mùi thơm ô ninh tuyết lấy được rượu rất vui vẻ phương gia tiểu tử ngươi này rượu ô di không thể lấy không một vào rượu đổi một khỏa khí huyết đan Mười ngày sau tới lấy như thế nào? Phương hút nghe vậy, vội vàng chắp tay nói cảm ơn. Đa tạ gì ô? Trương Minh Lượng thấy thế, tự hồ cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, đi theo mở miệng nói. Phương hút, ngươi gần đây hẳn là cần huyết thực, bản thiếu gia cũng không cầm không rượu của ngươi, quay đầu lại sai người đưa cho ngươi 50 cân huyết thực. 50 cân huyết thực cùng một viên khí huyết đang giá cả tương đương, hai người lấy vật đổi vật, hiển nhiên liền không có đem Phương Húc trở thành bằng hữu. Đối với việc này, Phương Húc cũng không thèm để ý, mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, chỉ cần hệ thống nhận định cái này bằng hữu quan hệ là được, chính mình vốn là không có ý định cùng bọn họ làm chân chính bằng hữu. Có 50 cân huyết thực, mình lập tức không cần dùng tiền mua nữa. Mấy người một phen khách sáo về sau, Trương Minh Lượng liền vội vàng rời đi, Phương Húc bên này, không có mua được khí huyết đan, Liên chỉ có thể tạm thời trước mua một ít dược tán dùng. Sau khi Phương hút trời đi, lão giả sở liên nhìn ô ninh tuyết không người nói. Đông gia thật sự coi tiểu tử Phương gia kia là bằng hữu. Bằng hữu. Ô ninh tuyết thản nhiên cười lắc đầu. Hắn còn chưa đủ tư cách. Được rồi ly bá, qua mấy ngày nữa là sinh nhật 80 tuổi của phụ thân, vò rượu ngon này nhất định phải bảo tồn thật tốt. Mặt khác, thông báo trong nhà, mau chóng điều một ít khí huyết đang đến. Từ trên đường trở về, dọc theo đường đi phương hút đều là ngâm nga tiểu khúc. Chuyến đi này, tốn 50 lượng bạc trắng chiếm được phương pháp luyện phủ, lại dùng hai vò rượu, đổi lấy năm bằng hữu, 50 cân huyết thực, còn có một cái khí huyết đang, xem như thu hoạch tương đối phong phú. Phương Tiểu Ca Vừa đến cửa nhà, Phương Hút liền nghe thấy sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc. Chị dâu người tới là bà nương vương nhị cẩu vương thị phương húc thấy thế vội vàng giấu túi vải chứa bạc trong tay ra phía sau phương tiểu ca tư kê đã đem thi thể nhị cẩu đưa đến nghĩa trang ta ta muốn đi xem phương tiểu ca có thể hay không vương thị đã thay đổi một thân tố y càng lộ vẻ nhu nhược kiều sở chị dâu là muốn ta cùng ngươi đi nghĩa trang một chuyến phương húc mở miệng nói vương thị gật gật đầu trong mắt mang theo mong đợi phương húc do dự một lát nói được chị dâu chờ tôi đặt đồ xuống vương thị là hắn lấy được di sản tuy rằng tạm thời vẫn không thể có ý nghĩ khác nhưng hệ thống vĩ lực đã thay đổi vương thị tư duy điểm này là có thể lợi dụng dù sao sau lưng sự kiện vương nhị cẩu còn có một vương nhị hổ làm phủ binh đây chính là một võ giả là ứng cử viên bạn tốt của phương húc làm phiền phương tiểu ca rồi vương thị khẽ cúi người hành lễ rất cảm kích nhìn hắn. Đem đồ đạc để vào trong phòng, còn lại ngân lượng giấu kỹ về sau, Phương Húc liền khóa cửa phòng, đi theo Vương thị cùng nhau hướng trên trấn Nghĩa Trang đi đến. Trên đường, Vương thị đi theo phía sau, ánh mắt mấy lần rời rạc ở phía sau lưng rộng lớn của Phương Húc. "Phương tiểu ca." Phương Húc dậm chân, Vương thị phía sau chỉ lo cúi đầu, hoàn toàn không chú ý, đâm đầu vào người Phương Húc. Nàng xấu hổ đỏ mặt lui về phía sau hai bước xanh sao ngọc chỉ nắm gốc áo thấp giọng nói. Phương Tiểu Ca có biết ta cùng Vương Nhị Cẩu tình cảm cũng không sâu. Nghe được lời này, Phương Húc hơi sững sờ, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại kiếp trước hảo huynh đệ thường cùng mình nói một câu. Khi một người phụ nữ đã có chồng phàn nàn với bạn về tình cảm bất hòa giữa cô ấy và chồng mình, điều đó có nghĩa là cơ hội đã đến. Thấy Phương Húc không nói, Vương Thị lần nữa sâu kín mở miệng nói. Nếu không phải gia phụ ham đánh bạc, thiếu tiền tại muốn đưa ta ra ngoài gán nợ, là vương nhị cậu kia giúp ta trả nợ. Hơn nữa huynh đệ phủ binh của hắn, ta. Ta làm sao ủy thân cùng hắn. Sau khi mấy hát mở ra, vương thị rất có ý tứ khổ thủy khuynh đảo, vừa đi theo bước chân phương hút, vừa lại nhảy nói. Phương tiểu ca coi như không biết, vương nhị cậu hắn. Hắn không được. Vương nhị cậu không được. Trong lòng phương hút một trận ác hàng, đây chẳng lẽ là nội dung cẩu huyết kết hôn 3 năm vẫn là xử. Bất quá, mặc kệ vương thì bây giờ có phải hay không hoàng bích chi thân, chính mình cũng không có khả năng đối với nàng làm chút gì. Ít nhất trước khi mình không có thực lực, loại phiền toái này vẫn là ít dính vào cho thỏa đáng. Thấy mình nói rõ ràng như vậy, Phương Húc vẫn bất vi sở động, chỉ cúi đầu đi về phía trước, ánh mắt Vương Thị nhiều hơn một tia u oán, cũng không nói thêm gì nữa. Hai người cứ như vậy một trước một sau, rất nhanh liền đi tới ở bên ngoài trấn Nghĩa Trang. Nghĩa Trang là nơi tạm thời để thi thể người chết oan, rất xui xẻo. Gần tối, không ai muốn đến gần. Sau khi Phương Húc và Vương Thị đến, người trong coi Nghĩa Trang cũng không biết trốn ở đâu lười biến, cũng không có ai ở đây. Thi thể Vương Nhị Cẩu được đặt trên tấm ván gỗ ở giữa Nghĩa Trang, vải trắng che mặt, nhìn qua có chút âm trầm khủng bố. Vương Thị đứng ở ngoài cửa không muốn tới gần. Phương Húc thấy thế có chút nghi hoặc nói. Chị dâu không phải muốn tới thăm nhị cậu ca sao? Vì sao không vào? Vương Thị lắc đầu nói. Người trong coi nghĩa trang không có ở đây. Nghe nói như thế, Phương Húc nghĩ lại, trong nháy mắt liền hiểu. Khán giả không có ở đây, vậy tất nhiên là không cần thiết phải diễn kịch. Tìm thư uyển www.giaosushin.com Vương Thị này sợ là cảm thấy nếu mình không đến nghĩa trang thăm Vương Nhị Cẩu, đợi đệ đệ phủ binh của hắn trở về, không dễ ăn nói. Đến rồi, chị dâu đốt tiền giấy cho nhị cậu ca đi. Phương hút đề nghị. Vương Thị hơi sửng sốt, từ hồ là cảm thấy thiêu hủy tiền giấy cũng không tồi, ít nhất chứng minh mình đã tới. Lúc này mặc dù từ bên cạnh lấy tới một ít giấy nháp, tại vương nhị cậu thi thể trước đốt lên. Phương hút bên này, cảm động và nhớ vương nhị cậu cống hiến một trăm lượng bạc trắng. Cũng là hướng thi thể của hắn cuối người một cái, xem như nói lời cảm ơn. Sau khi cuối người xong, hắn liền chán đến chết đánh giá bố trí trong nghĩa trang. Thế giới này, mạng người như cỏ rác, võ giả ở giữa chém giết, giả ngoại độc trùng mảnh thú đều có thể dễ dàng muốn mạng người bình thường. Những người chết oan bị phát hiện, thường thường đều sẽ đưa đến nghĩa trang trước, chờ người thân nhận lãnh. Nếu là một đoạn thời gian sau không người nhận lãnh, cái kia thi thể sẽ bị trông coi nghĩa trang người kéo đi loạn tán cương chôn về phần thi thể trên người tiền tại các loại di vật tự nhiên cũng liền tiện nghi người khác. Phương Húc đi tới bên cạnh một thi thể được phủ vải trắng khác, ánh mắt đảo qua chân lộ ra bên ngoài của thi thể kia, hơi sửng sốt. Đây là Huyễn Kim Ti Tú Trên chân cổ thi thể trước mặt này rõ ràng là một đôi giày dài màu đen theo tơ vàng huyễn. Gia Gia khi còn sống từng cùng hắn nói qua, huyễn Kim Ti Tú loại tài nghệ này đến từ Vân Gia Phủ Hoàng Châu, giống như thi thể trước mắt này mang huyển kim ti tú dày cao gót một đôi giá cả có thể so với trăm kim chiếc tính thành bạc trắng ước chừng vạn lượng bất quá đáng tiếc chính là đôi giày theo tơ vàng huyển trên thi thể này tổn hại nghiêm trọng chỉ sợ không đáng giá bao nhiêu tiền đánh giá đôi giày theo tơ vàng ảo kia phương hút đang chuẩn bị xoay người rời đi ánh mắt lại thoáng nhìn chỗ đáy giày bị tổn hại tựa hồ có dấu thứ gì đó chương 8 hủy thi diệt tích bạn đang nghe tại truyện.audio Quay đầu liếc mắt nhìn Vương Thị đang đốt tiền giấy, thấy nàng cũng không có chú ý tới mình, Phương hút xoay người đưa lưng về phía cổ thi thể kia, hai tay cổng ở phía sau, lần mò đem thứ giấu ở bên trong đôi giày theo tơ vàng huyển kia kéo ra, trực tiếp nắm chặt ở trong tay. Có thể đi giày theo tơ vàng huyển, có thể thấy được người này khi còn sống địa vị không thấp. Mà thứ có thể được nhân vật như thế cẩn thận giấu kín quả quyết sẽ không quá kém nắm chặt lấy vật lấy ra từ trong giày cao gót, trái tim nhỏ của Phương Húc đập thình thịch, hắn ngược lại không nghĩ tới bồi vương thị đến nghĩa trang một chuyến còn có kỳ ngộ như vậy. Phương Tiểu Ca, thiếp khỏe rồi. Vương thị quỳ gối trước thi thể vương nhị cẩu đốt một đống tiền giấy, nhìn ngọn lửa nhảy lên kia, tự hồ cảm thấy mình coi như là nhân chí nghĩa tẩn, liền đứng dậy nhìn về phía Phương Húc nói. Phương Húc gật đầu, nói. Vậy đi thôi. Vương thị đứng dậy, đi tới trước một công văn cũ nát bên cạnh, lấy ra hai đồng tiền đặt ở trên công văn, liền bước nhanh theo bước chân Phương Hút rời khỏi Nghĩa Trang. Hai người ra khỏi Nghĩa Trang lúc, Kim Ô đã trút đi hơn phân nửa, chỉ còn lại có một cái mặt trời treo ở chân trời, tự như huyết tráng chiều nhùm đỏ nửa bầu trời. Tới gần phong lâm trấn thời điểm, bọn họ ngược lại cũng là gặp một ít quen thuộc hàng xóm, Vương Thị hiếm thấy cùng những người này chào hỏi. Tất cả những điều này, Phương Hút nhìn thấy, cũng hiểu mục đích hành động của cô bên ngoài tiểu viện trấn phương hút mở cửa viện nhìn vương thị nói chị dâu em tới rồi vương thị đứng ở ngoài cửa viện Tự hồ rất muốn đi theo vào nhưng thân thể phương hút chặn cửa viện cũng không có ý mời nàng đi vào vương thị có chút u oán nhìn hắn một cái hơi cúi người nói làm phiền phương tiểu ca ta đi đây phương hút vội vàng gật đầu xoay người đóng cửa lại hô dựa lưng vào cánh cửa gỗ hắn hít sâu một hơi có lẽ hiện giờ mình ở trong cảm nhận của vương thì chính là một khúc gỗ không hiểu phong tình không hiểu phong tình thì không hiểu phong tình đi hắn cũng không phải là loại ngu xuẩn tinh trùng trên đầu chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu đè xuống ý nghĩ hỗn độn trong lòng phương hút bước nhanh vào phòng lấy chiếc khấu ra đốt đèn dầu đem đồ vật nắm trong tay mở ra trên công văn Đồ vật trên công văn không biết là lấy loại chất liệu nào chế tác, giống như giấy không phải giấy, nhìn qua ngược lại giống da thú nào đó, hiện lên hình dạng bất quy tắc, trên da thú viết đầy văn tự dày đặc. Phương hút tiến đến trước mặt cẩn thận phân biệt. Diễn Thần Tàn Phu vạn vật giả, đạo chi diễn thế, linh vi đạo giả, vật vi dung giả, đạo chi ảnh hỷ, cố khiếu đương vi giới, tàn sơn, tàn hải, tàn vạn vật chi cự chỉ là mặc niệm mấy câu đầu của diễn thần tạng, Phương Hút đột nhiên cảm thấy khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vội vàng dời ánh mắt khỏi gia thú, sắc mặt ngưng trọng lau vết máu trên khóe miệng. Kinh khủng! Thật kinh khủng! Diễn thần tàn này rốt cuộc là loại pháp quyết tu hành nào, chính mình chỉ mặc niệm vài câu, ý thức liền tiến vào cảnh giới nội soi ban ngày khi lục trí viễn chỉ dẫn phương pháp luyện phủ của mình. Lần này nội soi, Phương Hút phản phất thấy được càng thêm chấn động một mạng, trong cơ thể một trăm lẻ khiếu huyệt đều tại lấp lánh phát sáng, sau đó trong đó một khiếu huyệt không ngừng bị phóng đại, ban đầu như hạt gạo, lại nhìn đã như trăng sáng, ngay sau đó như cối xây, như hồ nước, như biển rộng. Biến hóa trùng kích trực tiếp đem hắn cái kia một tia nội rình ý thức quấy nát, liên đới, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn để cho hắn không tự chủ phun ra một ngụm máu tươi. Bình phục suy nghĩ bị chấn động một chút, phương hút vội vàng gấp gia thú trên công văn lại diễn thần tàn không thể nghi ngờ là một bộ pháp quyết tu hành rất lợi hại lai lịch của chủ nhân đôi giày theo tơ vàng huyễn kia chỉ sợ so với tưởng tượng của mình còn lớn hơn hiện giờ hắn mặc dù đã chết nhưng hắn cũng không xác định còn có người khác biết bí mật của diễn thần tàn hay không thậm chí phương hút trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác huyễn kim ti theo giày sở dĩ sẽ chết thảm ở phong lâm trấn phụ cận sợ là cùng cái này diễn thần tàn không thoát khỏi quan hệ bây giờ mình có được củ khoai lang phỏng tay diễn thần tàng, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì sau một phen suy tư hắn sắp ghi lại gia thú của diễn thần tàn giấu ở dưới giường sau đó từ góc phòng cầm lấy một thùng dầu lửa trong đèn dầu thừa dịp bóng đêm chạy tới nghĩa trang chủ nhân đôi giày theo huyển kim ti sau khi chết có thể được đưa vào nghĩa trang liền đại biểu trước mắt không ai biết thân phận của hắn chuyện mình cùng vương thị đi nghĩa trang có rất nhiều người nhìn thấy việc này chịu không nổi điều tra tỉ mỉ vì kế này phương hút có thể nghĩ đến chính là hủy thi diệt tích chỉ có đem thi thể của chủ nhân đôi giày theo tơ vàng ảo kia một mồi hỏa thiêu mới có thể xóa bỏ chứng cứ ở mức độ lớn nhất giảm thiểu nguy cơ bại lộ của mình mang theo dầu lửa phương hút một đường chạy như bay rất nhanh đã đi tới gần nghĩa trang nghĩa trang trong đêm tối không có một tia đèn đuốc Phương hút thoáng thở phào nhẹ nhõm, không có đèn đuốc liền đại biểu cho người trong coi nghĩa trang còn chưa trở về, ngọn lửa này của mình ngược lại có thể yên tâm lớn mật đốt. Hắn lặng lẽ lẻn vào nghĩa trang, nhanh chóng đem dầu lửa trong tay tưới lên thi thể mang giày theo tơ vàng áo kia, sau đó hướng thi thể hơi cúi người lẩm bẩm nói. Tiểu tử mặc dù không biết thân phận tiền bối, nhưng nếu cầm đồ của tiền bối, tiểu tử liền hảo tâm tiễn tiền bối một đoạn đường. Nói xong, hắn lấy ra họa chiếc tử thổi, dứt khoát ném lên thi thể kia thi thể dính đầy dầu lửa gặp phải lửa sáng nhanh chóng bốc cháy thấy thế lửa đã nổi lên phương hút cũng không dám ở lâu lúc này từ cửa sổ nghĩa trang nhảy ra một cổ chạy về phía núi lớn phía sau nghĩa trang lửa lớn nhanh chóng lan tràn hắn bên này mới chạy ra mấy dặm sau lưng cả tòa nghĩa trang cũng đã bị biển lửa nuốt chửng quay đầu nhìn phía sau lửa lớn phương hút trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng có thể buông xuống sáng sớm hôm sau Phương Húc còn đang ngủ bị một trận tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Phương thiếu gia. Đến rồi. Khoác áo khoác, Phương Húc mở cửa viện, thấy ngoài cửa đứng chính là hai gã tùy tùng hôm qua đi theo sau Trương Minh Lượng ở thấm hương trai. Hai người nâng một cái túi vải loang lỗ vết máu, tìm thư uyển nhìn thấy Phương Húc, tùy tùng tên là tạ tiểu thất cung kính mở miệng nói. Phương thiếu gia, đây là huyết thực nhị thiếu gia nhà ta bảo tiểu nhân đưa tới cho ngài. Phương Húc nghe vậy, vội vàng nhận lấy túi vải cân nhắc một chút hướng hai người nói một tiếng cám ơn đa tạ làm phiền hai vị thay mặt tại hạ cám ơn trương thiếu hai người chắp tay phương thiếu gia đồ đạc đưa đến các tiểu nhân cáo từ sau khi đưa mắt nhìn hai người rời đi phương húc đang đợi đóng cửa lại nhìn thấy vương thị vẻ mặt thất kinh cách đó không xa bước nhanh tới phương tiểu ca nhìn phương húc ở cửa viện vương thị la lên thất tha thất thểu đi tới trước cửa viện. Chị dâu, xảy ra chuyện gì? Phương hút hỏi. Vương thì thấy trái phải không có người, lúc này mới không để ý những thứ khác, trực tiếp chen vào tiểu viện, một tay đóng cửa viện lại liền bắt lấy cánh tay Phương hút nói. Phương tiểu ca, ta. Ta gặp trắc rối rồi. Phương hút không hiểu. Vương thì tiếp theo mở miệng nói. Đêm qua. Đêm qua Nghĩa Trang bị mất nước, một trận đại hỏa đem toàn bộ nghĩa trang đều đốt không còn nghĩa trang đại hỏa việc này phương húc biết bởi vì thanh hỏa kia chính là hán phóng nhưng cái này cùng vương thị có quan hệ gì phương tiểu ca trận hỏa hoạn ở nghĩa trang kia nhất định là do hôm qua ta đốt tiền giấy không đợi lửa tắt liền rời đi gây nên hiện giờ cả tòa nghĩa trang đều bị đốt hết ta nghĩa trang bên trong mặc dù không có cái gì vật quý giá nhưng chung quy là quan gia sản nghiệp hôm nay bị một hồi đại hỏa đốt sạch sẽ, quan phủ tất nhiên muốn tra. Bồi thường tiền tu sửa nghĩa trang là việc nhỏ, máu chốt là rất có thể bởi vậy mà bị bắt vào tù một năm rưỡi. Vương thì nhận định nghĩa trang đại hỏa là sai lầm của mình tạo thành, tự nhiên là sợ hãi không thôi. Phương hút thật không nghĩ tới vương thì cư nhiên chủ động não bổ, đem trận đại hỏa này ông ở trên người mình. Bất quá như vậy tự hồ cũng rất tốt. Chương 9 trong huyện người đến. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tẩu tẩu chớ vội. An ủi vương thì thất kinh, Phương hút mở miệng nói. Chị dâu cũng không phải cố ý phóng hỏa, quan phủ cho dù tra được, nhiều lắm là để chị dâu bồi thường chút tiền tài, một lần nữa tu sửa nghĩa trang. Chị dâu đừng quên, nhị hổ huynh đệ là phủ binh, là võ giả, làm chị dâu ruột của hắn, quan phủ sẽ không theo đuổi việc này những lời này ngược lại để cho vương thị bình tĩnh không ít nhưng theo đó nàng lại vẽ mặt đau khổ nói nhưng có thể tu sử nghĩa trang cần rất nhiều tiền tài a à? ta ta chỉ có một ít trang sức và vài chục lượng bạc vùng. sau khi gả cho vương nhị cẩu vương thị ru rú trong nhà ngày thường cũng không tham dự lao động gì trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ đều trông cậy vào một mình vương nhị cẩu dựa vào hơn mười mẫu ruộng mỏng hai người cũng chỉ là miễn cưỡng no bụng số tiền tiết kiệm được này đều là lương bổng mỗi tháng vương nhị hổ làm phủ binh ở hoàng châu phủ gửi tới lương bổng này vương nhị cẩu tự mình giấu riêng một phần phần còn lại mới có thể giao cho vương thị chị dâu đừng vội chuyện này nhị hổ huynh đệ sẽ giải quyết phương húc lại khuyên giải thân là phủ binh vương nhị hổ nếu ngay cả chuyện nhỏ này cũng không xử lý được vậy thật đúng là không thể nào nói nổi đúng đúng còn có thúc thúc Vương Thị hơi siết chặt nắm tay, sau đó nhìn về phía Phương Húc nói. Dù vậy, ta vẫn là mau chóng đem những trang sức kia bán đi, sau đó lại đến phủ nha đầu án đi. Luật pháp của Đại Ngu Hoàng Triều Ngược lại có một quy định, phạm nhân có người đầu thú, có thể xử phạt nhẹ. Vương Thị cảm thấy mình chỉ là sai lầm gây thành hỏa hoạn, lại chủ động đầu thú, hẳn là sẽ phạt ít tiền một chút. Đối với việc này, Phương Húc cũng không có ngăn cản chỉ là ở trong lòng mặc niệm một câu không xứng đáng. Vương Thị có thể gánh vác vụ án hỏa hoạn này, nhiều lắm là tổn thất một ít tiền tài, nhưng nếu đem hắn cũng liên lụy vào, bí mật của diễn thần tàn sẽ có thêm một tiên nguy hiểm bại lộ. Vậy tẩu tẩu mau đi đi, nếu tiền tài không đủ, tiểu tử này còn có chút tiền dư, có thể tạm cho tẩu tẩu mượn. Phương hút mở miệng nói. Vương Thị cảm kích hành lễ với hắn, rồi hoảng hốt trời khỏi tiểu viện. Tiễn Vương Thị đi, phương hút đơn giản rửa mặt một chút xử lý sạch sẽ huyết thực trương minh lượng phái người đưa tới lấy một khối đặt vào trong nồi hầm cái gọi là huyết thực kỳ thật chính là trong núi mạnh thú máu thịt so với trong nhà chăn nuôi gia súc trong núi mạnh thú máu thịt ẩn chứa khí huyết càng nhiều đối với tu luyện trợ giúp lớn hơn một chút thừa dịp thời gian hầm máu trong nồi phương hút xới đất xong sau đó lấy một ít hạt giống rau dưa gieo xuống tưới nước lên sau một phen bận rộn mùi thịt hầm truyền đến đem một nồi thịt hầm ăn xong, hắn liền khoanh chân ngồi ở trên tảng đá xanh trong viện, bắt đầu dẫn dắt khí huyết lực trong cơ thể tiến hành luyện phủ. Hôm qua lục trí viễn đã dẫn hắn đi một lần, vả lại ngay lúc đó phương hút ngẫu nhiên tiến vào cảnh nội gián, có thể biết rõ hơn cách luyện phủ. Lần này lần đầu tiên một mình tu luyện, ngoại trừ lúc bắt đầu có chút mới lạ, dần dần, phương hút liền có thể thuần thục điều khiển tự thân khí huyết lực, đối với ngũ tạng lục phủ tiến hành rèn luyện. Ngũ tạng lục phủ liên quan đến tính mạng, không giống tay chân nhẫn nại như vậy, luyện phủ chính là công phu mài nước, cần từng chút từng chút tiến hành ma luyện. Lần tu luyện này, thời gian trực tiếp đi tới lúc chạng vạn tối, đợi đến phương hút cảm thấy bụng đói kêu vang, chuẩn bị đứng dậy chuẩn bị chút đồ ăn thì phát hiện cửa viện dĩ nhiên đứng một người. Người nọ trên dưới 30 tuổi, thân mặc trang phục màu đen, cầm trong tay một thanh kim hoàng đao, đầu đội mũ bình tân, giữa mũ khảm một viên thủy tinh màu đen, có chút lười nhát dựa vào khung cửa. Thấy Phương Húc đứng dậy, hắn liền sải bước đi tới trước mặt. "Lưu Vân Phong, tiểu kỳ ti kê huyện Thanh Hà." "Cậu là Phương Húc." Phương Húc đánh giá hắn một cái, hơi chắp tay. "Đúng là tiểu tử." Lưu Vân Phong trực tiếp đưa tay ra hiệu. "Đi thôi, đại nhân nhà ta muốn gặp ngươi." Nhưng vì cái chết của Vương Nhị Cẩu, Phương Húc mở miệng hỏi. Lưu Vân Phong gật đầu, không nói thêm gì. Phương Húc cũng không hỏi nhiều nữa, đi theo hắn ra ngoài viện. Phong Lâm Trấn Phủ Nha, Lưu Vân Phong mang theo Phương Húc chạy tới, Trấn trưởng Phong Lâm Trấn Hoàng Đức Xuyên cùng sư gia khóe miệng có gai kia đang không lưng nịnh nọc trả lời trước mặt một gã nam nhân mặc quan bào màu xanh. Đại nhân, Phương Húc mang tới. Lưu Vân Phong ông quyền chấp tay. Người đàn ông trung niên mặc quan bào màu xanh đưa tay xua đuổi Hoàng Đức Xuyên và sư gia kia sang một bên, đứng dậy chậm rãi đi tới trước mặt Phương Húc trầm giọng nói. Ngươi là Phương Húc. Phương Húc hơi chấp tay. Vâng. Trung niên nam nhân tiếp tục mở miệng nói. Bản quan chính là Thanh Hà huyện phụ trách hình ngục thẩm tra ngục tù trịnh minh, lần này đi tới phong lâm trấn là vì điều tra vương nhị cậu cái chết. Hiện tại đem những gì ngươi biết nói cho bổn quan, không được có một tia bỏ sót. Phương Húc chấp tay, đem chuyện vương nhị cẩu trước khi chết cùng sau khi chết kể lại một bên. Trịnh Minh kia nghe xong, nhìn Phương Húc nhíu mày nói. Nói như vậy, phát hiện vương nhị cẩu chết chỉ có ngươi và vương thị hai người. Anh nói cho bản quan biết, hiện trường vụ án phát hiện ra cái gì? Phương Húc lại đem tình huống mình nhìn thấy ở hiện trường vụ án nói đơn giản một lần, khi hắn nhắc tới con trâu cày quỷ dị của vương nhị cẩu, Lưu Vân Phong ở một bên sắc mặt hơi đổi, vội vàng cúi người ở bên tai Trịnh Minh nói nhỏ vài câu. Trịnh Minh nghe xong, sắc mặt ngưng trọng hiếm thấy, sau đó xoay người nhìn Lương Vân Phong nói. Ngươi xác định. Lưu Vân Phong chấp tay. Thuộc hạ xác định, đại nhân, việc này còn cần nhường. Trịnh Minh giơ tay cắt ngang lời của hắn, ánh mắt quét qua một vòng mọi người ở đây, sau đó đối với Hoàng Đức Xuyên hỏi. Cái kia con trâu cày thi thể hiện tại ở nơi nào? Hoàng Đức Xuyên ngẩn ra, vội vàng nhìn về phía sư gia bên cạnh. Sư gia ấp úng nói. Gia. Thi thể người là mang về, tìm thư uyển con trâu kia. Tiểu nhân cũng không biết hữu dụng a. À. Phế vật. Một cước đem sư gia kia đạp ngã xuống đất, Hoàng Đức Xuyên vội vàng lau mồ hôi lạnh trên trán tiến đến trước mặt Trịnh Minh nói. Đại nhân, thuộc hạ liền phái người đi đem thi thể trâu cày kia vận chuyển trở về. Trịnh Minh khoát tay nhìn Lưu Vân Phong nói dẫn hai người đi cùng Phương Tiểu Ca. Lưu Vân Phong chấp tay lên tiếng, dẫn hai gã tư kê quan sai cùng Phương Hút trời khỏi phủ nha. Một nhóm bốn người chạy tới địa điểm xảy ra vụ án thì sắc trời đã tối xuống, may mắn là thời tiết đầu xuân, cũng không quá nóng, nơi xảy ra vụ án lại ở chân núi Đề Lam Sơn, không có giả thú nào khác tới gần, thi thể trâu cày kia vẫn còn. Lưu Vân Phong đi tới trước thi thể trâu cày, rút kim hoàng đao trong tay ra, nhẹ nhàng vạch ra da trâu khô quắc thấy không có chút máu chảy ra, cau mày đem đao đưa về vỏ đao, sau đó ở chung quanh tinh tế xem xét một phen. Phương Tiểu Ca, hai chỗ giấu chân này. Là của Tiểu Tử và chị dâu Vương Thị. Phương hút vội vàng giải thích. Lưu Vân Phong dùng nhãn lực so sánh một phen, sau đó lại tìm được dấu chân của người thứ ba. Ngồi sổm trước dấu chân kia kiểm tra một lát, hắn chậm rãi vương tay ra, tư kê quan sai đi theo vội vàng lấy ra một tờ giấy trắng cùng một bình thuốc, lưu vân phong đem thuốc đều vậy ở chỗ dấu chân kia sau đó đem giấy trắng phủ lên chỉ chốc lát sau trên tờ giấy trắng liền lộ ra một dấu chân rõ ràng phương húc cảm thấy rất thần kỳ nhưng cũng không dám mở miệng hỏi nhiều thu thập dấu chân này lưu vân phong lại cẩn thận kiểm tra bốn phía một phen không có phát hiện dấu vết khác sắc mặt không khỏi có chút ngưng trọng tốt lắm đem thi thể trâu cày mang về nhìn quanh bốn phía hồi lâu Lưu Vân Phong lúc này mới hạ lệnh, mang theo phương hút cùng thi thể trâu cày kia trở lại phong lâm trấn. Chương 10 Diễn thần giấu diệu dụng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Phong lâm trấn phủ nha, Lưu Vân Phong hướng Trịnh Minh hối báo cáo. Đại nhân, trải qua thuộc hạ phân tích, hung thủ lúc ấy là một võ giả trên võ sư cảnh. Trịnh Minh nghi hoặc Sao lại thấy? Lưu Vân Phong mở miệng nói, trong vòng 10 trường hiện trường vụ án, thuộc hạ chỉ tìm được dấu chân của hung thủ. Vũ sư cảnh võ giả nhảy hơn 3 trường, thiền thân pháp giả cũng không quá 7-8 trường. Hắn nói đến đây, Trịnh Minh cũng coi như nghe hiểu. Nói như vậy, vụ án này đúng như ngươi đoán. Lưu Vân Phong không nói gì, xem như cam chịu. Trịnh Minh nhìn một chút phương hút bên cạnh mở miệng nói. Hôm nay hỏi tạm thời đến đây, ngươi về trước đi mấy ngày này không nên rời khỏi phong lâm trấn, nếu cần, bổn quan tùy thời triệu tập ngươi. Phương Húc hơi chấp tay lên tiếng rồi lui ra. Rời khỏi phủ nha, Phương Húc vẻ mặt nghi hoặc. Hắn ngược lại không nghĩ tới cái chết của vương nhị cẩu lại liên lụy đến võ giả trên cảnh giới võ sư. Một võ giả trên võ sư cảnh vì sao phải ra tay với người bình thường vương nhị cẩu? Còn có thi thể mang đôi giày theo tơ vàng huyển ở nghĩa trang kia hai chuyện này có thể có liên quan gì hay không suy tư một lát phương hút âm thầm bật cười chuyện này trước mắt mình không cần quan tâm trước mắt việc cấp bách là luyện phủ trước sau đó đặt chân vào cảnh giới võ đồ còn những chuyện khác đều không quan trọng về đến nhà phương hút cắt một miếng huyết thực bỏ vào trong nồi hầm luyện phủ cần tiêu hao đại lượng khí huyết lực không có huyết thực bổ sung chỉ dựa vào thức ăn bình thường căn bản không có biện pháp thỏa mãn thân thể tiêu hao thừa dịp thời gian hầm thịt, hắn lại lấy diễn thần tàn ra, vuốt ve da thú bóng loáng, ánh mắt phương hút lóe ra mấy phần, vẫn mở ra. Phu vạn vật giả, đạo chi diễn thế, linh vi đạo giả. Nội dung trên da thú đập vào mắt, ý thức của hắn cũng lần nữa lâm vào cảnh nội soi, toàn thân huyết nhục xương cốt rõ ràng hiện ra, sau đó chính là cái kia tản ra huỳnh quang 108 chỗ khiếu huyệt. Chẳng qua lần này Phương Húc đã có chuẩn bị trong lòng, không chú ý quá nhiều khiếu huyệt, mà là mạnh mẽ đem ý thức xoay chuyển tới nội phủ. Mượn cảnh giới nội soi huyền diệu, hắn lập tức điều động khí huyết lực trong cơ thể, bắt đầu luyện phủ. Cảnh giới nội gián là cảnh giới huyền diệu hiếm có của võ giả giai đoạn trước tu luyện, có chút giống như giác ngộ trong tiểu thuyết kiếp trước. Một khi tỉnh ngộ, tu vi đột nhiên tiến mạnh, thần công đại thành. Mặc dù hiệu quả của nội soi chi cảnh không có khoa trương như vậy, nhưng đối với luyện phủ lại có hiệu quả làm ít công to. Mượn nội soi tu luyện không lâu, liền có thể rõ ràng cảm nhận được tạng phủ rất nhỏ thay đổi, so với ban ngày chỉ dựa vào cảm giác luyện phủ hiệu quả mạnh hơn không ít. Gô luôn. Gô luôn. Chỉ tu luyện một lát, Phương Hút liền cảm giác được choáng ván đầu hoa mắt, bụng kêu như trống. Ban ngày tu luyện đến chạng vạn tối, đã hao hết đại bộ phận huyết khí chi lực, còn chưa kịp ăn cơm, đã bị Lưu Vân Phong mời đến phủ nha hiệp trợ điều tra, sau đó lại theo bọn họ chạy đến chân núi Đề Lam Sơn một chuyến, lăn qua lăn lại lâu như vậy, ngay cả nước miếng cũng không uống. Lúc này đã là đói bụng khó nhịn. Từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, đoán chừng huyết thực hẳn là đã hầm xong, Phương Húc liền đứng dậy đi vào phòng bếp, đem cái kia một nồi huyết thực ăn vào. Khí huyết chiếm được bổ sung, hắn lần nữa trở lại gian phòng, mượn diễn thần tàn tiến hành tu luyện thời gian nhoán lên, đã là hai ngày trôi qua. Hai ngày nay thời gian, Trương Minh Lượng đưa tới cái kia 50 cân huyết thực lại đã bị hắn tiêu hao hết, luyện phủ cần tiêu hao khí huyết chi lực xa so với tưởng tượng muốn nhiều hơn. Phương hút bất đắc dĩ, chỉ có thể khởi hành đi tới phong lâm trấn trên đường, chuẩn bị lại mua một ít huyết thực. Vừa chạy tới cửa hàng huyết thực trương gia, liền phát hiện Trương Minh Lượng đang ở một bên hỗn hển răng dậy hai gã tiểu nhị. Phương tiểu ca, tới mua huyết thực trưởng quầy cửa hàng huyết thực nhìn thấy phương hút cười mở miệng phương hút gật gật đầu lấy ra hai mươi lượng bạc đưa cho trưởng quầy nói một trăm cân huyết thực trưởng quầy tiếp nhận bạc kiểm kê không sai liền lập tức để tiểu nhị bên cạnh chuẩn bị cho hắn trương thiếu làm sao vậy nhìn tiểu nhị bị mắng cẩu huyết lâm đầu phương hút thuận miệng hỏi lão trưởng quỷ liếc mắt nhìn trương minh lượng hạ giọng nói nhị thiếu gia đột phá võ đồ cảnh giới thất bại, hắn hoài nghi là hai ngày nay huyết thực có vấn đề, cái này không. Nghe nói như thế, Phương hút thần sắc có chút cổ quái, cái này thật đúng là kéo không ra cứt quái địa cầu không có lực hút. Đột phá võ đồ, khai khiếu huyệt thần tạng, nhìn chính là ngày thường trong tích lũy, khí huyết đang cùng huyết thực đều là phụ trợ tác dụng. Nghe nói có một số người tu luyện tích lũy đầy đủ, lúc đột phá căn bản không cần mượn khí huyết đang cùng huyết thực liền có thể dễ dàng mở ra khiếu huyệt thần tàn trương minh lượng này nhất định là ngày thường không muốn khắc khổ tu luyện thế cho nên tích lũy không đủ khiếu huyệt hàng rào quá mức kiên cố lúc này mới đột phá thất bại ngược lại là trách hai gã tiểu nhị chuẩn bị huyết thực phương tiểu ca huyết thực chuẩn bị xong rồi hai gã tiểu nhị mang theo huyết thực hung thú nặng trăm cân đi tới trước mặt phương hút mở miệng có muốn chúng ta đưa đến nhà cho Phương Tiểu Ca không? Phương hút khoát tay áo, trực tiếp mang theo huyết thực nặng trăm cân kia rời khỏi cửa hàng huyết thực. Đã tới luyện phủ chi cảnh, hắn hiện tại khí lực so với người bình thường mạnh hơn không ít, trăm cân vật nặng ở trong tay hắn không tính là gì. Mang theo huyết thực về đến nhà, Phương hút ma xui quỷ khiến nhìn lướt qua danh sách bạn tốt ở sâu trong thức hải, thần sắc hơi ngẩn ra. Hắn phát hiện trong năm vị bạn tốt của mình, Trương Minh Lượng cùng hai tùy tùng của hắn tỷ lệ phần trăm phía sau tên dĩ nhiên từ 15% giảm xuống còn 10%. Nó có nghĩa là gì? Phương Húc rất là nghi hoặc. Hệ thống không có đưa ra phương diện này giải thích, tìm thư uyển www.giaosusun.com www hắn cũng không rõ ràng lắm này phần trăm con số đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Trăm mối vẫn không có cách giải, hắn cũng chỉ có thể đem những nghi hoặc này đặt ở đáy lòng, bắt đầu trước sau như một hầm thịt tu luyện. Trương gia Trấn Phong Lâm Sau khi Trương Minh Lượng phát tiết một trận ở cửa hàng huyết thực về đến nhà, đang chuẩn bị tìm một người hầu không có mắt phát tiết lửa giận, trên đỉnh đầu lại gặp được một lão giả để râu hoa râm, khuôn mặt gầy gò. Cố sư Trương Minh Lượng cung kính hành lễ Lão giả khẽ gật đầu, nhìn chầm chầm Trương Minh Lượng nhíu mày nói Nhị thiếu gia gần đây có gặp phải chuyện gì không? Trương Minh Lượng ngẩn ra, sau đó lắc đầu. Cố sư, làm sao vậy? Lão giả trước mắt không phải võ giả, mà là một gã phong thủy sư hiếm thấy. Thầy phong thủy của thế giới này đều có chân tài thực học, bọn họ không chỉ tinh thông phong thủy chi đạo, còn có thể bói quẻ hỏi các hung, có thể giúp người su các tỵ hung, thập phần cao minh. Mảnh đất miếu thổ địa kia chính là một khối phong thủy bảo địa do lão giả họ cố tính toán ra, lúc này mới khiến trương gia có ý định dở miếu thổ địa xuống xây cửa hàng. Nhị thiếu gia gần đây vận khí không tốt, nên tận lực ít ra ngoài, đề phòng tai họa lâm đầu. Lão giả họ cố sắc mặt ngưng trọng nói. Vận khí không tốt. Trương Minh lượng ngay người, sau đó cười nói. Ta đã nói không đột phá được võ đồ không phải vấn đề của ta. Thì ra là vận khí không tốt. Cố sư, ngài giúp ta nhìn xem, bản thiếu gia khi nào có thể đổi vận, lại thử đột phá. Lão giả họ cố khẽ lắc đầu. Khí vận con người không ngừng biến hóa, nhị thiếu gia chỉ cần nhớ, trong khoảng thời gian này ít ra ngoài, tu thân dưỡng tính là được. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Trương Minh lượng ánh mắt lóe lên, tự hồ cũng không có đem lời của lão giả để ở trong lòng, trực tiếp hướng chỗ ở của mình đi đến.